Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 2 tháng 10 năm 2016. Chúng ta học tiếp phần chức năng của tâm. Và trong phần khái niệm về tâm đó, thì chúng ta ôn tập lại nhân sinh tâm, ôn tập lại 4 đặc điểm của tâm. Và đây là cái phần chúng ta cũng đã có biết qua rồi, thì nó là cũng một phần trong cái ôn tập là phân loại tâm theo nhân, theo môn, theo cảnh, theo thọ và theo phận sự. Thì chúng ta đã đến cái phần là phân loại tâm theo thọ. Thì thật sự ra tất cả những cái này là chúng ta cũng đã học rồi, trong cái phần sở hữu thọ. Thì như chúng ta thấy đó, sở hữu thọ này đó là nó nằm trong cái sở hữu thọ này nằm trong 7 cái sở hữu biến hành. Và chúng ta thấy ở phía trên này nó có để 121, thì có nghĩa là cái sở hữu thọ này nó có mặt trong 121 tâm. Nó có mặt trong tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới và ở trong siêu thế. Tuy nói là nó có mặt như thế nhưng mà nó rất là khác nha. Ví dụ như trong cái dục giới đó, thì cái thọ này đó nó bao gồm trong cái phần đó, thọ nó phát sinh trong cái các cái tâm bất thiện, và thọ phát sinh trong tâm thiện, thọ phát sinh trong tâm vô nhân. Nhưng mà khi qua tới cái phần sắc giới và vô sắc giới, thì cái thọ ở trên này đó nó phát sanh đó là khi nó thọ hưởng được cái dục lạc, mặc dù nó chia ra bất thiện và thiện, nhưng mà cái thọ trong sắc giới và vô sắc giới đó, thì nó phát sanh do nhờ ly dục. Và cái thiện trong siêu thế là nó có mặt là do nhờ diệt dục. Cho nên những cái cảm thọ trong tất cả những cái thuộc về hiệp thế và thuộc về cái siêu thế khác nhau, hay nói rõ hơn đó, là về dục giới hoàn toàn khác với lại đó sắc giới vô sắc giới. Bởi vì này nó do nó thọ hưởng dục lạc, cái phần sắc giới vô sắc giới là do phần ly dục, và cái thọ trong cái siêu thế là do diệt dục. Ba cái đó là những cái cấp độ nó khác nhau. Khi chúng ta còn nặng nề trong cái đời sống dục giới thì chúng ta không có thể nào chấp nhận rằng là không có sự thọ hưởng dục lạc thế gian mà người ta lại có thể có hạnh phúc. Hoặc là không thể nào người ta có thể quan niệm được rằng đó là coi như diệt dục hoàn toàn lại có thể có hạnh phúc. Thì cái điều đó không phải nằm ở chỗ giải thích, mà nằm ở chỗ đó là chúng ta dấn bước trên con đường này thì tùy theo cái mức độ thì chúng ta sẽ hiểu được vì sao nó lại như vậy. Nếu mà chúng ta là người trong cõi dục quá, chúng ta sẽ cảm nhận được thế nào là cái thọ ở trong các cái tâm bất thiện và thọ trong tâm thiện. Đây là hai cái bước cách biệt nha. Những cái thọ mà nó nằm trong những cái pháp bất thiện á, là bao giờ nó cũng đưa đến cái sự phiền muộn, cái sự đau khổ, và đặc biệt là cái sự chìm đắm người ta trong đó. Mặc dù nó có là một cái niềm vui, nó có là hỷ đi, nhưng mà cái bản chất của nó là chìm đắm, nó bị che khuất, nó bị mê mờ. Còn cái thiện trong cái phần này đây nè, cái thiện, cái thọ trong cái phần mà các cái tâm thiện ở dục giới đó, thì nó giảm bớt. Cái nào hợp trí á, thì nó sáng lên, cái nào không có hợp trí đó thì nó ở trong một cái trạng thái vui, nhưng mà nó có sự trong sạch, nó có sự tốt đẹp, nó có sự nhẹ nhàng, nó hoàn toàn khác thế này. Khi chúng ta phân biệt được những cái cảm thọ hỷ và cảm thọ xả trong tâm của chúng ta, hoặc là cảm thọ ưu, cảm thọ khổ, khi chúng ta phân biệt được những cái điều này thì chúng ta sẽ thấy những cái cảm thọ thuộc về hỷ, thuộc về xả trong cái tâm thiện chúng ta khác nha. Khi chúng ta tách được cái điều này thì sự tu tập của chúng ta lần lần lên tới cái chỗ, từ chỗ nó có cái dục đến cái chỗ ly dục, đến chỗ diệt dục,
thì những cái cấp độ của thọ này hoàn toàn khác biệt về mặt bản chất. Đó là cái con đường tiến hóa về tâm linh của chúng ta. Bởi vì thọ nó là cái sự cảm nhận của chúng ta đối với đối tượng. Đây là tất cả những cái đối tượng và các căn của chúng ta. Thì tiếp xúc với các cảnh thì xúc nó phải phát sanh thọ. Khi các căn này hướng đến sáu cảnh và cảnh này đó lọt vào mắt của sáu căn, thì khi mà cái con đường giao lưu, con đường tiếp xúc này nó đúng mức độ của nó thì nó là xúc. Khi xúc phát sanh thì nó đưa vào thọ. Và tất cả những cái này sẽ nằm trong cái thức quả khi phát sanh lên. Thì như vậy chúng ta thấy rằng những cái hoạt động thuộc về cái lộ ngũ hoặc là cái lộ ý thì con đường của nó đi như thế này. Cho nên á là sáu căn chúng ta khi tiếp xúc với các sáu cảnh này đó thì chúng ta sẽ cảm nhận được đối tượng. Chúng ta nói thức là biết cảnh. Nhưng mà khi á nó khởi lên á mà cái thọ nó nó rõ ràng thì nó sẽ trở thành là cảm nhận của đối tượng. Tức là chúng ta sẽ biết cái đối tượng mà trong đó nó có những cái cảm xúc, tình cảm của mình. Và tất cả những cái tình cảm, cảm xúc của mình đây, nó nằm trong cái thức quả đây, thì nó đều thuộc về quá khứ. Đời sống hiện tại chúng ta đây, khi mà các cái căn nó tiếp xúc với các cảnh thì một cái nơi đây nó bị cắt ngay. Thì tất cả những cái mà nó thuộc về cái quả nè, tâm quả, mà đặc biệt là thức quả, nó chìm trong cái hộ kiếp đây. Như chúng ta biết là nó đi theo cái dòng nghiệp để nó đổ vào trong lúc mà tái sinh. Và như vậy nó nằm trong cái dòng hậu kiếp. Thì cái khi mà tâm chúng ta bắt cái cảnh thì cái thức quả nó tái sanh, thì ở trong này nó đã có chứa những cái thức quả rồi, những cái quả này nó trổ sanh rồi. Và khi như vậy đó là chúng ta thấy chúng ta tiếp nhận bằng cái nghiệp của quá khứ, mà trong đó đó cảm thọ là những cái trải nghiệm của chúng ta mà nó mang theo cái cảm xúc. Cái cảm xúc đó nó hoặc là nó khổ, nó ưu, nó lạc, nó hỷ hay nó xả là nó có sẵn. Giờ đây đó, trước một cái đối tượng này khi phát sinh lên, thì chúng ta tiếp nhận liền bằng cái thức quả, bằng cái tâm quả. Như vậy chúng ta đang sống trong cái kiếp này, nhưng mà hoạt động về tâm của chúng ta khi tiếp nhận tất cả những cái quả mình, chúng ta tiếp nhận bằng cái thức quả. Dòng nghiệp của chúng ta nối lại trong hiện kiếp này. Và sư cô vẫn thường diễn tả với quý vị rằng đó là khi bất cứ một cái gì khởi lên trong suy nghĩ của mình là nó trổ quả trong tâm liền. Những gì chúng ta nói ra trổ quả trong tâm liền. Những gì chúng ta ứng xử hành động trổ quả trong tâm liền. Đây, nó nằm đây. Chủ yếu mà khi nó hoạt động là nó nằm trong các cái tâm vô nhân, bất thiện vô nhân và tâm thiện vô nhân nằm đây. Nó kèm theo các cái tâm quả thiện đây, những tâm quả về thiện thiện đây, nó trổ sanh, nó phục sẵn ở trong đó. Giờ đây đó, khi các căn chúng ta tiếp xúc với các trần mà cái sự tiếp xúc này đúng mức cho phép, nó phải có sự đúng mức chứ nếu không nó sẽ trượt. Có những con người, có những cảnh vật, có những cái hoàn cảnh mà chúng ta có tiếp xúc nhưng nó trượt. Có những cái dính và nó tái đi tái lại trong tâm. Khi nó dính và nó tái đi tái lại trong tâm thì có nghĩa rằng nó là quả của ta. Cho nên chồng vợ khi mà mới ban đầu đó, người nam với người nữ là bạn với nhau,
thì chúng ta có rất nhiều bạn trai, có rất nhiều bạn gái, người ta tiếp xúc gặp gỡ, cho nên lúc nào đó người ta chọn một người thôi, và cái người này trở thành người hôn phối của mình. Và hàng ngày trong cái đời sống như vậy đó thì nó ảnh hưởng tới cái suy nghĩ tình cảm của mình, trong giao tiếp, trong ứng xử mình. Thì như vậy người chồng hoặc người vợ mình chính là quả của mình. Những cái gì chi phối trong cái tình cảm của đời sống hôn nhân nó có mang theo từ tiền kiếp cho tới bây giờ, không phải chỉ duy nhất trong hiện kiếp, bởi vì đó là thức quả nó phát sanh lại. Cho nên tất cả những cái gì mà chúng ta cảm nhận, những cái đối tượng trong cái đời sống mình đây này, nó đều là một cái sự nối kết giữa tiền kiếp và hiện kiếp. Và tất cả những cái trải nghiệm về những cái cảm thọ khổ, cảm thọ lạc, cảm thọ xả đều đã có sẵn, nó như một cái nguồn. Và giờ đây đó, khi gặp điều kiện thì nó nói, nó nói trong thiện hoặc nó nói trong bất thiện. Cho nên nhiều lần sư cô giảng, mà hôm nay là cái điều kiện để mình nói tỉ mỉ về mặt chi pháp, là khi người ta gặp gỡ nhau đó thì cái ban đầu nó có thể là những cái cảm thọ nằm trong thiện phát sinh. Và khi mà dần dần đó, khi những cái chung sống với nhau thì cái nhân quả nó phát sinh nhiều hơn. Thì những lúc đó, khi những cái cảm thọ mà nó thuộc về bất thiện pháp khởi sanh, cho nên người ta đó nói và làm để tạo khổ cho nhau, tiếp tục để tạo khổ, hành hạ nhau, và ta không nhận ra. Vì đó, trong cái yếu tố nó thuộc về gọi là cái tâm mà nó thuộc về cái thời gian tâm lý, người ta nhớ lại cái lúc ban đầu với tất cả sự êm đềm đó, để người ta che phủ lên tất cả những cái quả bất thiện nó đang trổ sanh lên, ta phủ lên, dùng cái màu sắc của thời gian tâm lý ta phủ lên. Giờ ta mang nơi đó xen lẫn những cái cảm giác khổ và lạc xen lẫn nhau đó. Và người ta mang một cái dự phóng về tương lai, cái mà sắp tới ta mong mỏi nó sẽ được tốt đẹp hơn. Và người ta không chịu quan sát một cái hiện tại đang diễn ra là cái gì. Cho nên cái mà chúng ta đó phải cam chịu để những cái pháp bất thiện của mình đó, nó có điều kiện để nó mạnh mẽ hơn ra. Đó là cái điều chúng ta không nhìn ra. Và khi chúng ta dùng một cái quá khứ để khỏa lấp một cái hiện tại, người ta mộng mơ tới một cái tương lai để khỏa lấp một cái hiện tại, đó là chúng ta sử dụng một cái thời gian tâm lý để kẹp chặt mình như đó và phá bỏ một cái hiện thực đích thực của chính mình. Và như vậy chúng ta không có thoát ly được thời gian tâm lý, và cái nỗi đau khổ của chúng ta nó cứ là trùng điệp chồng chất lên nhau mà chúng ta gỡ ra không được. Bao giờ chúng ta nhận thức được cái điều này, tất cả những cảm xúc thuộc về những cái cảm thọ trong ba cảm thọ căn bản đó, nó đều đã có trong cái dòng nghiệp của chúng ta, và trong cái hiện tại nó có mặt bằng cái thức quả của nó, nó đầy đủ. Những cái trải nghiệm về cảm xúc đối với các đối tượng này, tại sao chúng ta thích một cái màu áo này, chúng ta thích một cái kiểu tóc này, chúng ta thích một cái kiểu dài này, chúng ta thích cái vật dụng này, không bao giờ có sự tình cờ. Chúng ta có sự chọn lựa. Chúng ta có sự chọn lựa đây. Và cái chọn lựa này á, nó nằm trong những cái trải nghiệm đã có trong tiền kiếp. Bây giờ chúng ta gặp lại, nó nối lại và nó làm cho mạnh mẽ hơn. Còn cái mà nó thay đổi nó nằm đây. Có những người đó, khi người ta thấy cái màu áo đó, một cái xe đó, một cái người đó, một cái cảnh đó chẳng hạn, người ta bị cuốn hút liền. Cái khi mà chúng ta bị cuốn hút liền đó, thì chúng ta phải biết là nó là những cái nghiệp lực của quá khứ
Bây giờ khi mà nó liên quan đến những gì của quá khứ, nó cuốn hút liền. Thì phần lớn chúng ta đó, nó đi theo cái sự cuốn hút đó, và nó cứ thế trong cái nghiệp lực của quá khứ nó tăng. Nhưng mà một người đó có trí tuệ, ý thức cái điều đó, người ta sẽ bị cuốn hút lúc đầu, nhưng mà sau đó người ta quan sát, người ta sử dụng cái trí tuệ đây, người ta hỏi rằng với một cái xe này mình mua có ích lợi gì cho mình không, hay là chỉ một cái sự quyến rũ, một cái hào nhoáng, hay nữa làm tôn vinh cái ngã mình, bây giờ mình phải mắc nợ nua mình sẽ sao đây. Thì người ta suy nghĩ lại cái đích thực trong cái người ta mong muốn và cái nhu cầu đích thực, có thể người ta cắt một cái áo, một cái quần, một cái giày, cái dép, vân vân, tất cả những cái đó khi cuốn hút rồi, nhưng ta kịp suy nghĩ lại để cắt hay tiếp tục. Với cái đối tượng này đây, người ta có thể tiếp tục hay cắt? Sư cô thường nói với các em trẻ trẻ, vì nó đau khổ về cái tình cảm nó nhiều quá, sư cô nói này, con kể từ khi con quen cho tới bây giờ, con có thể bắt cái cân lên để con cân. Bao nhiêu lần tiếp xúc, cái niềm vui chiếm tỷ lệ bao nhiêu, mà những cái bức xúc, những cái căng thẳng, những cái phiền não nơi con bao nhiêu, thì con hiểu đây, cái người này có mặt trong đời con đó, là cái quả lành hay quả không lành con đã biết. Nếu con không cân đo đong đếm trong lúc này, con quyết định tới hôn nhân, thì con đã thấy rõ cái con đường của con đó, mật thì ít mà độc dược thì nhiều, cứ theo đó mà chọn lựa. Thấy hết, biết hết, không phải không thấy, không biết. Tự mình khi gặp gỡ, khi chia sẻ với nhau đó, thì tất cả những cái thức quả này thuộc về thiện hay bất thiện đều phát sanh rõ ràng. Nhưng mê muội, cho nên mình chấp nhận sự cuốn hút, thiếu quan sát, quan sát một cách khách quan, tuệ giác không phát sanh, không thấy gì hết, bị ngăn chặn. Và những cái cảm thọ nó thuộc về bất thiện pháp, nó bao giờ nó cũng đẩy cho cái người đó đi vào trong cái chìm đắm, trong cái tối tăm. Và vì vậy người ta lại tiếp tục cái đau khổ người ta. Và lần trước sư cô nói thế này, một cái quá khứ nó ngã bóng về tương lai, có nghĩa rằng một cái tương lai của chúng ta nó chở theo cái gốc quá khứ của nó này. Tất cả những cảm xúc, tình cảm, những cái trải nghiệm chúng ta đã nằm trong quá khứ, giờ đây nó bắt một cái hình ảnh mới để nó nối lại mà thôi. Những cái cảnh này bày ra, những gì đã có sẵn trong tâm chỉ là nối lại mà thôi. Và cái đời sống tâm linh của chúng ta nó chỉ có thể tiến hóa khi nào chúng ta quan sát, chúng ta biết rõ một cách khách quan, chúng ta cắt hay là nói, quyền của chúng ta. Cho nên thiền Vipassana bao giờ cũng dạy chúng ta là hãy quan sát đối tượng. Mà cái phần tu tập chúng ta nó nằm trong cái thiền hiệp thế nhiều hơn là trong cái phần siêu thế. Bởi vì cái hiệp thế nó thô, nó thấy rất rõ đây mà chúng ta nhìn không ra, thì làm sao chúng ta có thể đi vào trong cái thiền Vipassana mà nó thuộc vào một cái cao cấp của nó, nó thuộc vào cái mà cực kỳ vi tế đây, để nhìn thấy những cái tầng lớp thâm sâu đầy sự linh động trong tâm của chúng ta, sao nhìn ra được. Trong khi những cái rất thô, rất rõ trong đời sống chúng ta chưa có tập để nhìn thấy, thì rất khó đi vào vi tế. Nói như vậy không có nghĩa rằng là không có khuyến khích quý vị tu thiền Vipassana vi tế. Chúng ta cứ tu, nhưng nhớ rằng chúng ta tập tu. Chúng ta tập tu, nhớ như vậy. Và như vậy thì chúng ta ứng dụng vào trong cái đời thường, thì đó là chúng ta luôn luôn ý thức về những cái gì mình suy nghĩ trong đầu, ý thức về những cái gì mình nói ra, ý thức về những cái gì mình đã hành động. Nếu mình không ý thức được ngay trong cái thời điểm đó, thì sau khi nó đã diễn ra rồi đó, mình kịp nghĩ lại và quan sát nó và thấy rõ nó. Đó là một cái giai đoạn
mà trong cái dòng tâm thức chúng ta đi thế này, nó đã diễn ra rồi. Bây giờ đây chúng ta kịp suy nghĩ lại, suy nghĩ đi, suy nghĩ lại, suy đi đi, suy nghĩ lại. Nó chính là nằm ở cái chỗ phần phân đoán đây. Và cái gì làm cho chúng ta phải suy đi, nghĩ lại, đó là cái tâm thiện trí của chúng ta phát sinh. Nhưng có những cái hoạt động tâm thức mà cái người suy đi nghĩ lại đó không phải bằng thiện trí, mà nó có thể đó bằng tham hoặc là bằng sân. Anh thấy cái chỗ này đó, suy đi nghĩ lại, suy đi nghĩ lại, nhưng suy đi nghĩ lại để mà đạt được những cái tham dục của mình hay đạt được những cái sân hận của mình, thì đây nó không phải là thiện trí. Mà khi mình quan sát, mình thấy rõ thiện ác, thấy rõ đúng sai, thì nó mới là thiện trí. Nó có cái phần thiện và phần bất thiện trong đó. Cho nên khi mà mình hành về cái pháp thiền mà Vipassana đó, là không phải hiệp thế, thì cái thiền đó nó giúp cho mình đó, là một cái cách thức, và nó hình thành một cái thói quen đó, nhạy bén ở trong tâm của mình, để cái gì xảy ra mình đều thấy biết thôi. Cái thấy biết mà nó mang tính chất khách quan. Cái thấy biết mà nó nhận ra pháp thiện, pháp bất thiện, nó chính là tuệ giác phát sanh. Và cái đó nó có thể ngăn cái dòng nghiệp cũ, và nó có thể đó tạo thành một cái dòng nghiệp mới. Dòng nghiệp mới này trong động tốc của nó chỉ là thiện trí mà thôi. Nó mở ra một con đường mới. Còn không, cứ quá khứ này nó hắt bóng về tương lai. Còn cái thiện trí này đó, nó làm cải đổi được, nó làm cho tiến hóa được. Còn nếu không, nó đi tới sự thoái đợt. Cho nên cái luôn luôn chúng ta tập ý thức, dẫu muộn một chút vẫn phải nghĩ đi nghĩ lại, vẫn phải xem xét đi xem xét lại. Dẫu có lỡ làm rồi thì cũng phải xem xét lại, có làm đúng hay làm sai. Cái này là hình thành một cái thói quen tiến hóa về tâm linh. Và cái này chính là duy tuệ thị nghiệp. Còn không á, là chúng ta sẽ lặp đi lặp lại tất cả những gì thuộc về quá khứ, và chúng ta tăng trưởng nó lên một cách vô minh, thiếu sự sáng suốt. Đó là cái điều chúng ta phải nhận ra. Khi mà tất cả những cái cảm thọ này nó trùm phủ trong đời sống nội tâm chúng ta, hàng giờ, hàng phút, hàng giây, chúng ta không thoát ra khỏi những cảm thọ này. Và đối với tất cả các đối tượng đó, thì chúng ta không phải chỉ biết, mà chúng ta cảm nhận. Chúng ta nhận biết đối tượng, nhưng mà nó có chở theo những cái cảm thọ của chúng ta, những cái cảm xúc, tình cảm của chúng ta. Và cái này rất là mạnh trong đời sống. Cái này, cái ví dụ này sư cô có nói rồi, hôm nay sư cô lặp lại. Bởi vì cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà chúng ta đó là hầu như ôn lại những cái cũ. Tại sao người ta không cho một cái ông bác sĩ đó mà thuộc về giải phẫu đó là mổ cho mẹ của mình, mổ cho con của mình, người ta không cho. Cho người thân của mình, người ta không cho. Là tại vì cái người bác sĩ này khi cầm cái dao mổ đó bị những cảm xúc chi phối. Trong khi một người bác sĩ mà mổ cho bệnh nhân đó thì không bị cảm xúc chi phối, mà người ta làm với cái tài nghề chuyên môn người ta, mà ta thấy đây cái bệnh này cần phải giải quyết thế này, làm sáng suốt thế này, không bị cảm xúc chi phối. Nhưng cái người này đó thấy cái người bệnh nhân này chính là mẹ của mình, thì nó bị cảm xúc chi phối, thành ra cái tai mổ nó không có vững vàng như một cái vị bác sĩ khách quan. Tất cả đều vậy hết. Ví dụ một thầy thuốc đi với con mình
Bây giờ khi mà xảy ra tai nạn đó thì cái người này bị cảm xúc chi phối thì người ta sẽ choáng. Và lúc đó có khi người ta không biết phải xử lý một cách nhanh nhẹn. Mà một cái người thầy thuốc đi với một cái người khác, khi tai nạn xảy ra ta xử lý rất nhanh, vì ta không bị cảm xúc chi phối. Mặc dù cái cảnh đó đập vào mắt người ta, người ta có thể thấy là rất bị xúc động, nhưng mà cái xúc động người ta liền duyên với một cái điều cực kỳ tốt, là tai nạn xảy ra thế nào, cấp cứu nào tốt nhất cho bệnh nhân người ta ứng dụng. Còn cái người này nó kéo dài cái cảm xúc đó là như thế này, không biết cái người thân của mình có sống nổi hay không, mà ta bị cái đó chi phối nó kéo dài. Nói như vậy để chúng ta thấy là trong cái đời sống chúng ta, tất cả những cái cảm thọ đều chi phối chúng ta khi mà chúng ta cảm nhận tất cả cái đối tượng đó. Và nó đòi hỏi chúng ta đó là phải có sự quan sát, phải có ý thức rõ tất cả những gì xảy ra trong cái suy nghĩ của mình. Rồi nói xong rồi chúng ta nghe trở lại để suy nghĩ này. Chúng ta ứng xử xong rồi thì chúng ta xem xét lại để suy trở lại. Đó là cái phương pháp căn bản để phát sanh trí tuệ. Trí tuệ về thế gian cũng đi phương pháp này, trí tuệ về tâm linh cũng đi phương pháp này, nó chỉ khác về mặt đối tượng thôi. Ví dụ như bây giờ mình học cái môn đó học hoài nó không vô, nhưng mà chúng ta cứ thông thả kiên trì, phương pháp phân tích làm cho chúng ta tách nhỏ vấn đề ra, và chúng ta nắm chắc từng cái vấn đề nhỏ. Sau đó phương pháp tổng hợp làm chúng ta có thể ghi vấn đề này lại thành một cái hệ thống. Cái đó là một cái phương pháp để chúng ta phát triển về trí thông minh ở thế gian. Hoặc là chúng ta nắm bắt tổng thể một vấn đề, sau đó chúng ta phân tách ra từng phần một, rồi chúng ta phối hợp lại. Trí thông minh là phân tách, tổng hợp phân tách, và cuối cùng đi đến một cái phán đoán chính xác. Chúng ta muốn mà tiếp nhận vấn đề đừng bị sai lệch thì cái đó là cái cách mà chúng ta soi sáng. Cái phương pháp nó làm cho cái đầu chúng ta làm việc. Chúng ta nên nhớ rằng cái pháp về hôn trầm, cái sự giải đãi luôn luôn có mặt trong đời sống của chúng ta, luôn luôn. Vì vậy cho nên khi người ta làm xong một việc rồi thì kệ nó, xong rồi thôi, người đó không bao giờ tiến. Có thể chúng ta mệt, chúng ta nghỉ, chúng ta thư giãn, sau khi chúng ta đã lấy lại sức rồi, chúng ta phải xem xét lại toàn bộ, xem xét lại toàn bộ những gì chúng ta đã làm, ta kiểm điểm lại từng khâu. Chúng ta có bao giờ nghĩ rằng những cái người mà người ta có cái túc mạng thông để người ta có thể đi trở về tiền kiếp, thì cái phương pháp luyện tập của người ta là bao giờ trước khi làm gì kiểm tra thật kỹ cái hệ thống làm việc của nó, tức là cái sở hữu tư của nó, và sau khi làm xong rồi ta kiểm tra lại từng bước. Sở hữu tưởng và sở hữu tư đi kèm với nhau, và người ta đi lại từng bước, người ta bước tới, người ta bước lui, người ta kiểm tra. Và khi chúng ta hành thiền thuộc về cái thiền sắc giới, tức là thiền định đó, nói chung là thiền sắc giới, biểu sắc giới, hoặc là thiền Vipassana, đặc biệt là thiền định cũng là cái ngõ mà chúng ta đi tới, rồi chúng ta đi lui, rồi chúng ta đi tới, rồi chúng ta đi lui. Nhưng tất cả sự đi tới, sự đi lui, lặp đi lặp lại vậy không có cái cặp nào giống nhau. Cũng như hơi thở chúng ta đi vào, đi ra, đi vào, đi ra, lặp đi lặp lại nhưng không giống nhau. Cái trở tới trở lui đó để chúng ta thuần thục trong cái sự rèn luyện của mình. Về mặt trí tuệ thế gian cũng như về trí tuệ tâm linh, chúng ta phải có sự rèn luyện. Chúng ta luôn luôn khởi lên cái ý thức để kiểm tra, để kiểm soát, để quan sát, để thấy biết, mà thoát ra khỏi những cảm thọ. Đó là điều khó khăn. Vì thế chứ, đó là điều khó khăn. Vì tất cả những cái sự biết của chúng ta đều có cảm thọ trùm lên. Bây giờ cái tu tập chúng ta là làm sao tập nữa? Khách qua.
nhận biết suông. Còn khi nhận biết có đánh giá, nhận biết có bị những cái cảm xúc phủ lên thì chưa sáng suốt. Đó là cái điều mà chúng ta rèn luyện. Phần lớn đó chúng ta không có chấp nhận cái việc làm đúng này đâu. Ai cũng biết rằng là cái đúng là cái tốt, nhưng trong đời sống đó người ta không thích đâu. Luôn luôn đó người ta có lệch chút xíu, luôn luôn người ta có lệch chút xíu. Những người người ta làm việc á mà chính xác, mà khoa học đó, người ta không chấp nhận cái lệch chút xíu. Vì làm việc với những cái chuyên gia, người ta được đào tạo đúng mức ở trong những cái trường danh tiếng, thì cái mức người ta chính xác cao chừng nào tốt chừng đó, thậm chí nó phải 99 tới 100%. Còn ngoài ra đó thì thấp hơn. Và khi những cái người mà cái phần trí tuệ của họ yếu kém, họ không vươn lên nổi đó, thì họ khủng hoảng khi làm việc với những người như thế. Và người ta sẽ nói ngược trở lại đó, là cái người này khó quá, không chấp nhận được. Vì bản thân người ta không vươn lên được, không tiếp cận lên được, thì con cáo nó nói rằng chùm nho này xanh quá, không ăn được. Nó phải nói như thế. Và con đường rèn luyện của chúng ta là con đường chúng ta phải đạt đến tiếp cận cái chuẩn. Chưa có thể cái chuẩn, nhưng mà tiếp nhận cái chuẩn. Chỉ có chư Phật mới chuẩn, còn chúng ta luôn luôn hướng tới cái chuẩn. Còn những người bị sự trì trệ, bị sự biến nhát, bị cái sự giải đãi trong tâm, bao giờ người ta làm xong rồi người ta buông xuôi hết, không có sự phát triển đâu. Những người đó người ta gọi là suốt đời làm lính để cho người ta sai vặt thôi, để thành những cái con rối, thì giật tới đâu nhảy tới đó, thì giật tới đâu nhảy tới đó, giật tới đâu nhảy tới đó. Tự bản thân mình không có thiết lập được cái gì vững chãi cho cái sự hiểu biết và làm việc của mình. Mình tiến qua được là khi mỗi một việc mình làm xong, trong tâm mình trở đi trở lại để học chính cái mà mình đã làm rồi, để mình biết phải bổ khuyết cái gì, để mình biết phải điều chỉnh cái gì, để làm cho đó cái cách làm việc của mình nó nhanh gọn và chính xác. Người ta thôi bưa bưa thôi, vừa vừa phải phải thôi, còn bao nhiêu thứ, vì cái đầu nó không sáng được cho nên người ta phải che mờ bằng cách đó, lè qua lè lại, ngã tới ngã lui cho nó xong rồi. Người ta quên mất rằng đời sống là sự tiến hóa. Khi chúng ta không làm được cái điều đó, chúng ta đang đưa mình thấp xuống. Có bao giờ chúng ta hiểu nghĩa đó, cái sự nô lệ nó nằm ở chỗ nào không? Chúng ta chỉ nói đây là cái người nô lệ, đây là chế độ nô lệ. Nhưng mà có bao giờ chúng ta nghĩ chúng ta sống đời nô lệ hay chúng ta sống đời làm chủ? Khi nào chúng ta làm việc? Bây giờ chúng ta làm việc trong cơ quan nhà nước hay chúng ta làm việc tư nhân, thì chúng ta phải làm việc với tư cách là một cái người chủ có trách nhiệm và muốn phát triển cái công ty của mình, mà phát triển theo con đường chân chính. Như vậy dầu chúng ta làm việc nhà nước hay chúng ta làm việc một cái công ty, thì thứ nhất chúng ta phải làm việc với tất cả cái trách nhiệm và lòng yêu mến công việc của mình. Và chúng ta vui vì cái gì? Vui vì càng ngày chúng ta càng hoàn chỉnh công việc của chúng ta một cách hoàn hảo. Đó là niềm vui của chúng ta. Như vậy đó là con người tự do. Còn khi chúng ta chờ người ta đưa công việc ra mà mình làm, mình lén lén, mình bỏ được cái khâu nào, mình trốn được cái giờ nào thì tốt giờ đó, đấy là con người nô lệ. Mình đi làm ở một cái tư nhân vậy đó, lẻn được cái gì lẻn cái đó, ngu gì mà làm chết xác ở cái chỗ này, không có ngu gì mà làm vậy đó.
mình khôn rồi mình không có bao giờ làm hết trách nhiệm, làm hết bổn phận, làm xong giải chạy ở đó muốn tới đâu rồi. Thưa quý vị, đó là bản chất của con người nô lệ. Không phải là con người làm chủ, không phải là con người của tự do và cũng không phải là con người của tiến hóa. Những kẻ đó là những kẻ thoái đọa về mặt tâm linh. Không bao giờ có thể tiến. Đó là trộm cắp thời gian. Đó là trộm cắp niềm tin. Đó là vô trách nhiệm. Đó là thiếu cái sự tỉnh táo để đưa mình đến sự sáng suốt. Con đường chỉ thoái mà thôi, nó không phải là con đường tiến của tâm linh. Vì vậy trong cái đời sống đó, chúng ta tập cái người làm chủ, một người tự do, một người tiến hóa. Dẫu chúng ta ở bất cứ một cái lãnh vực, sư cô thấy những người ta quét rác, có những người ta làm đùa đại thôi, có những người mình đứng xem đó, mình thấy đó, người ta làm rất là có cái lương tâm, có cái trách nhiệm, mà sư cô chủ gọi đó là những con người tự do. Khi người ta thấy cái đường nghẹt, người ta phải quét không, mà ta kìm cách ta khai thông, người ta hốt những cái này đưa lên bờ. Mình thấy người ta làm, mình hiểu đây là một cái người rất đáng quý. Và dẫu cho là một cái người trí thức, nhưng mà làm việc thiếu lương tâm đó, đó là một sự thoái đọa về mặt tâm linh. Đối với lại quan niệm của nhà Phật thì đó là con người hạ liệt. Mặc dầu đó là trong cái xã hội họ có bằng cấp, họ có địa vị, nhưng mà về mặt tâm linh họ là con người hạ liệt. Còn một cái người ta chỉ làm sạch một cái đường phố thôi, nhưng người ta đã khéo léo. Người ta không những người ta làm sạch bây giờ, người ta còn biết cách giữ gìn làm thế nào đó để cho những cái luồng mà chất thải, chất đồ đó, nó không vào trong cái chỗ đó để bít nghẹt cái chỗ đó. Người ta để hết cái tâm trí người ta làm, và người ta làm thế nào để tốt công việc mà có cái trách nhiệm lâu dài, có cái ích lợi chung. Con người đó là con người đưa vào cái hạng ưu tú. Bởi vì có học hay không có học nó thuộc về cái phước thiện. Địa vị không địa vị nó thuộc về phước thiện. Còn chúng ta nói người hạ liệt và người ưu nằm ở chỗ tâm linh. Nên vấn đề tâm linh khác. Vì cái lẽ đó mà khi ngày hôm nay chúng ta học về cái cảm thọ, chúng ta hiểu rằng là nó trùm khắp. Cho nên khi mình tu về cái pháp môn niệm thọ đó, mình sẽ thấy là những cái cảm thọ đó nó không những nằm ở trong cái trạng thái của tâm, mà nó hiện diễn đó, từ bàn chân lên tới đỉnh đầu, từ đỉnh đầu xuống của bàn chân. Thì chúng ta cứ đi lên, đi xuống, đi lên, đi xuống vậy, để mà xem thấy nó hoạt động liên tục. Và khi nào trong tâm của chúng ta còn khởi lên thì nó còn có mặt. Hộ kiếp khởi lên nó cũng có mặt luôn. Vì vậy mà cái quán cảm thọ làm chúng ta thấy là nó cứ khởi lên và nó hiện ra nơi thân. Cho nên phải đi từ chân lên tới đầu, từ đầu xuống tới chân. Và nó liên tục, nó không có dứt. Như vậy trong tâm nó khởi sinh những cái cảm thọ này. Đó là những điều chúng ta có thể là từ cái pháp học này, trong khi đi vào cái pháp hành đó, chúng ta có thể thấy rõ. Và nhớ rằng chúng ta cảm nhận đối tượng, chúng ta biết và bị những cái cảm xúc bao bọc cái biết của chúng ta là. Bây giờ chúng ta quan sát khách quan, thấy xuông tắt tập lại. Khó lắm. Tại vì từ nhỏ tới lớn, từ trong nhà cho đến trường học, cho đến cái xã hội, là khi chúng ta thấy một cái gì, bao giờ chúng ta cũng phán đoán liền. Hai cái đó nó dính chặt với nhau. Bây giờ tách ra, tập thấy xuông. Bởi vì cái phán đoán liền đó, nó làm cái thói quen trong cái đời sống, không thể không làm như vậy được. Không thể không làm vậy được, bắt buộc phải có như vậy. Nhưng bây giờ trong cái tu tập để chúng ta có thể đó, trong cái niệm chúng ta có thể đi vào cái chiều sâu, cái bản thể của giảng pháp. Còn chúng ta đi vào trong cái pháp thế gian, hai cái nó nổi rồi. Vì thấy giữa đời và đạo chưa? Cho nên ở đời chúng ta thấy rồi có phán đoán kết hợp với nhau, đi vào đời. Đi vào đạo thì chúng ta thấy xương để có thể đi sâu, đi vào trong cái bản thể của mình. Hai cái khác nhau. Rồi chúng ta phải tập để bớt đi những cảm xúc.
để thấy rõ những cái cảm xúc và để chúng ta tách những cái trải nghiệm trong tiền kiếp, mà những cái trải nghiệm này có thể đưa đến đau khổ, chúng ta có thể tách ra. Đâu ai cứu mình được đâu, vì tự trong tâm của mình nói những cái đó nó sáp nhập lại mà. Bây giờ tách ra cũng tự mình thôi, thì mình cứu mình, mình tạo tác ra. Thì bây giờ nó đi theo mình, bây giờ mình nên tạo tác cái khác thì mình sẽ tránh được ở đâu. Khi mà đi vào cái phần thứ hai là cái phần phân loại các cái cảm thọ này đó, thì như chúng ta thấy nè, trong sáu cái căn này thì nó có sáu thức, và khi thức phát sanh nó nằm ngay con số 7 này này, tất cả đều là con số 7 hết. Con số 7 đó chính là 7 cái sở hữu biến thành đây, thì sở hữu thọ nằm đây. Như vậy khi mà chúng ta có tất cả các cái thọ, nó gọi là nhãn thọ, nhãn thọ, nhĩ thọ, tỷ thọ, thiệt thọ, vân vân, thì chúng ta sẽ thấy này, nó gồm có đó cái nhãn thức này. Nhãn thức này tính nó là một tâm đây. Ví dụ như cái nhãn thức này nó thuộc về đó thọ, đây thọ xả, thì nó sẽ cộng với lại sáu cái sở hữu biến thành còn lại. Chúng ta bỏ thọ ra thì nó có xúc, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền và tác ý, sáu cái còn lại. Thì ở đây nó cũng như vậy, tất cả các này đều như vậy hết. Đó là cái phân loại thứ nhất. Nào giờ chúng ta nói thêm chút xíu đi. Xúc này làm việc chúng ta thấy rồi đây, thọ chúng ta thấy đây, tưởng nó là ghi nhận lại từ cái đầu tiên cho đến bây giờ, nó đều có cái nhiệm vụ ghi lại, nó là cái camera nó ghi lại. Và tư này là những cái gì đã hành động, đã tạo tác trong tâm động tâm, thì cái tư này nó làm việc, và nó làm việc nó có cái cách làm việc của nó, thì sở hữu tưởng này nó ghi lại. Như vậy chúng ta sẽ thấy rằng nơi đây cái thọ, nơi đây là thọ đây. Khi mà cái tư này làm việc gì đó thì nó trong cái phần này nó đều có thọ đây, nó phủ trùng lên đây hết. Thì chúng ta sẽ thấy nè, những cái trải nghiệm gì về vấn đề hành động, về vấn đề tạo tác, nó đều được ghi nhận lại hết. Cho nên những cái cảm thọ này nó trở lại khi mà những cái hình ảnh đó nó có cái liên quan. Thì chúng ta thấy là thấy một cái hiện tại, chúng ta liên tưởng đến cái quá khứ, hoặc liên tưởng đến cái gì đó chẳng hạn, nó có một cái sự liên tưởng. Và tất cả những cái hành động, những cái tạo tác này đó, khi người ta làm rồi nó ghi nhận lại nhé. Và trong khi làm nó trải nghiệm về mặt cảm xúc, tình cảm thế nào, nó cũng ghi nhận lại. Và tất cả những cái này quá khứ in hình trở lại. Tại sao có người sinh ra thở thành một cái người nhạc sĩ tài hoa? Bởi vì tiền kiếp người ta đã trải qua rất là nhiều kiếp, người ta là người nhạc sĩ rồi, người ta đã từng sáng tác rồi,
Và bây giờ đây là chuyện tiếp nữa. Có những người không có học vẽ gì hết, bây giờ cầm cái bút lên là vẽ được. Tiền kiếp ta đã là họa sĩ rồi. Có những người ta mở miệng nói ra là thơ, vì tiền kiếp ta đã có hết rồi. À, tại sao bây giờ đi vào cùng học cái ngành đi, người này cầm cái dao mổ lên là tuyệt khéo, vì đã từng là như vậy rồi. Tất cả những gì chúng ta gọi là năng khiếu, chúng ta gọi là thiên tài, đều đã thuần thục trong tiền kiếp, bây giờ chỉ khơi lại và đủ điều kiện để phát sinh lên. Và nó góp phần đó làm cho gọi là cập nhật qua trong cái thời đại nhiều hơn. Mà ta trở thành là cái người mà vượt trội hơn tất cả những người khác cho đây. Và cũng đã nhiều lần sư cô nói rằng là tài năng chúng ta ngồi đây không ai không có cả. Kể cả cái người mà mặc cảm nói rằng tôi ngu lắm, thưa quý vị không có. Phải nói là tôi đã bị ngăn che. Khi mà tất cả những cái gì tiềm tàng, cái khả năng trong đời sống mà nó không có lộ ra được, lộ diện được, vì chúng ta bị ngăn che. Thưa quý vị, tại sao cái người thi điện kinh này nó chạy lẹ quá, nó chạy không ai lại nổi? Vì tiền kiếp nó từng là hưu nai, từng là những cái con vật mà coi như nó có một cái khả năng nó chạy là coi như vô địch rồi. Bây giờ cái phước báo nó sanh ra được làm người thì cái đôi chân của nó rất là lạ lùng, không có ai có thể chạy bằng nó được. Dù người ta ở một cái kiếp chó thì cái đặc điểm kiếp chó là cái mũi nó rất thích. Bây giờ khi được tái sanh làm người thì cái tốt đẹp nhất của nó còn lưu giữ lại. Thì có những người có mũi ta cực kỳ thích, người ta có thể từ đằng xa người ta nghe được, người ta có thể gửi được những cái nó bốc lên từ dưới lòng đất. Đó là cái điều mà người khác không có được. Bởi vì mới nói rằng trong mỗi một kiếp mình phải hoàn thiện cái điều tốt đẹp nhất mà mình muốn hoàn thiện, hãy làm đi. Và trong cái hiện kiếp này, điều gì tốt được, tốt đẹp được mà chúng ta có thể làm được, hãy làm đi. Và chỉ cầu nguyện cái gì? Cầu nguyện cho trí tuệ về tâm linh của mình được mở ra, được phát sinh. Thì tất cả những năng lực mà chúng ta đã có trong nhiều kiếp, bây giờ nó có cơ hội để đi ra. Thật là dại dột khi chúng ta đó giỏi giang mà chúng ta chỉ người khác, chúng ta giấu nghề. Cái đó là cái nút chặn mình tạo ra để khi chúng ta khai mở không được. Cho nên cái lòng tốt, cái việc thiện chúng ta bao giờ cũng quyết định là tất cả những cái may mắn và những cái phước báu của chúng ta đó được rạng rỡ trong mỗi một cái kiếp mà chúng ta luân hồi, để cái điều kiện đó mà chúng ta tiến ra. Cho nên đã chỉ dạy cho ai thì đừng có giấu mình. Thật lòng mà chỉ dạy cho người ta để người ta có thể làm được. Quý vị thấy tại sao cái người Tây Phương đó, người ta có nhiều cái phước báu hơn mình? Vì chúng ta cứ nhìn đi, người ta không có theo đạo Phật, nhưng người ta giữ giới rất là tốt. Cái thứ hai trong vấn đề nghề nghiệp, sư cô thấy vậy. Ví dụ như đây, bây giờ mình có một cái quán mà mình bán phở chẳng hạn gì. Cái quán phở của mình chỉ có thể mà sang cho người khác được đó khi nào quán phở mình đang bán đắt, có cái thu nhập cao, có đóng tiền thuế cao. Đó là một yếu tố. Cái yếu tố thứ hai nữa là khi mình là chủ đó, mình sang cái gian hàng này cho cái người khác đó, thì mình phải ở lại đó từ 3 đến 6 tháng để cho cái người chủ mới người ta vào đó. Thì khi người khách vô thấy người chủ cũ vẫn còn đây thì người ta vào cái quán này và người ta làm quen với người chủ mới đây, để cho cái người này giống như kế thừa đây, và những gì anh làm mỗi ngày phải để cho người này học, chứ không phải sang cái quán có nghĩa là sang một cái địa điểm, sang cái bàn ghế, sang cái tên, không phải vậy, mà phải truyền lại cho người ta đầy đủ hết những cái mà mình làm để cho cái quán của mình đắt khách. Đó là phước báo.
một cái giống như cái luật bất thành văn vậy, nhưng mà nó rất đẹp về mặt đời sống tâm linh. Còn chúng ta thì giấu cái nghề ơn cái nghề. Được cái gì? Được cái mình nghĩ rằng mình sở hữu được nó. Thưa quý vị, cái gì nó thuộc vào trong đầu của mình á, rất khó sở hữu. Ngày hôm nay thông minh vậy, ngày mai khi nó bị cảm một cái thôi thì có thể nó rối loạn rồi. Một cái tài sản cực kỳ mong manh, khó giữ lắm. Nó chỉ giữ được bằng tất cả một cái từ trường thiện lành mà thôi. Khi từ trường thiện lành không có, nó che ám lại, thì chúng ta sẽ không biết cho đến bao đời nào thì những cái năng lực tốt đẹp của mình mới được hiển lộ. Không nhận biết được cái điều này thì làm sao chúng ta có thể tiến hóa được? Làm sao chúng ta có thể đó làm cho những cái tài năng của mình trong nhiều kiếp nó đã trở thành cái năng lực của mình, một cái khả năng của mình, nó được đưa vào cái đời sống. Người ta gọi là cái người có tài không có đất dụng võ. Tại sao không có đất dụng võ? Vì mình thiếu phước. Mình thiếu phước do đâu? Có thể mình lợi dụng cái năng lực của mình để tạo tiền, để tạo danh, để mà chiếm hữu cái này cái nọ, nhăn che. Người giỏi được người ta quý, được người ta thương, lợi dụng cái đó để chiếm đoạt những thứ khác. Khi chúng ta chiếm đoạt nó ngăn che, khi chúng ta chiếm đoạt nó ngăn che, đến lúc nào nó mất luôn khả năng. Thật sự nó không phải biến mất, nhưng như một cái ngọn đèn mà chúng ta đã bó thành nhiều lớp thì nó tối tăm luôn, không còn cái gì cả. Và chỉ khi nào một cái điều thiện phát sanh lên thì nó sẽ hạ xuống một cái màn mỏng. Điều thiện phát sanh lên hạ xuống màn mỏng, điều thiện phát sanh lên hạ xuống màn mỏng. Bao giờ chúng ta hướng về cái điều thiện, chúng ta làm cái điều thiện, thì từ từ những cái đó nó sẽ phát sinh. Cho nên cái người khổ quá, khi nào nó che, nó trời. Gieo đi, môi cái đất mà gieo lên, gieo những hạt giống lên. Mình khổ có người khổ hơn, hãy giúp cái người khổ hơn mình chút xíu đi. Rồi chúng ta đang mở ra. Giống như cái cửa nó khóa, mà nó bị hen rỉ lâu ngày. Kiên nhẫn mở ra. Kiên nhẫn làm điều thiện một chút. Chúng ta mở được cái ổ khóa. Cho nên cái này mà cái mà nhiều người không có hiểu, là sư cô nói mình đem lại một cái gì cho người ta đó, chúng ta làm việc tốt lắm. Nhưng tốt hơn cái điều này đó là chúng ta tạo điều kiện cho cái người đó gieo một chút hạt giống. Bởi vì khi chúng ta tặng người ta cái đó thì chúng ta mang cái quả đến cho người đó, quả lành đến cho người đó. Cũng như mình đem lại cho người ta một thúng xoài đó là cái quả lành của người đó. Nhưng cái điều mà chúng ta làm nó tốt hơn nữa khi chúng ta nói ăn rồi nhớ lấy cái hột gieo xuống nghe. Thì cái đó là hai cái sự giúp đỡ đó mới có ích lợi. Còn nếu không, nó mới đi có phân nửa vấn đề thôi. Nó còn phân nửa đó, mà cái phân nửa này sống động hơn, tích cực hơn. Thì chúng ta quên cái phần sống động và cái phần tích cực đó. Là cái việc bố thí đi có phân nửa vấn đề thôi. Còn phân nửa còn lại á, nó bị chìm xuống. Cho nên á, mình cứu được cái ngặt của người ta mà không cứu được cái nghèo. Cái nghèo đó do nghiệp. Bây giờ giúp người ta gieo một cái hạt giống, đó là người ta giải lầm cái nghiệp của người ta rồi. Thành ra mình cứ đem đến cho ăn hoài, người ta không giải quyết được cái nghèo. Giúp người ta khai phá. Cho nó phải mở nó ra, để làm cho nó sáng lên, thì nó mới đạt được cái điều tốt đẹp. Như vậy trong tất cả những cái họ này đó thì chúng ta thấy nó đi như vậy rồi. Như vậy khi mà một cái thức quả mà phát sanh lên đó, làm cho chúng ta đó tiếp nhận các cái căn này, thì chúng ta thấy cả một cái chùm đây: xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tập ý. Những cái phần này là thì đó không có đóng vai trò chủ yếu, mà ba cái phần này, bốn cái phần này đóng vai trò chủ yếu. Nhất là tưởng tư,
để cho chúng ta thấy dòng nghiệp quá khứ đổ về đây. Và như vậy nó chảy đây. Chảy suốt một cái kiếp chúng ta. Chỉ khi nào ở đây chúng ta xem xét lại, chúng ta đổi thay ở đây, thì nó mới xen vào đây những cái mới, nó cắt ngang để nó lên cái phần mới. Còn nếu không, nó sẽ tô đậm cái phần này. Vô minh khiến chúng ta không nhận thấy, không biết nó, thì nó sẽ tô đậm cái quá khứ vào trong cái hiện tại, và nó hắt bóng vào trong cái tương lai. Đi con đường luân hồi của nó đi như thế. Cho nên nó gọi là tu là chuyển nghiệp. Tu tức là sửa đổi. Biết rõ như thế để chúng ta chuyển cái suy nghĩ của mình. Chuyển tất cả mọi thứ. Sở hữu tư này nó nằm trong cái quá khứ, nó đã từng hành động như vậy, hành động như vậy, hành động như vậy, chúng ta thay đổi đi. Nhưng chỉ khi nào chúng ta thấy rõ, biết rõ, chúng ta mới đủ cái lực để chúng ta thay đổi. Còn khi chúng ta chưa thấy rõ, chưa biết rõ, chúng ta chỉ nghe cái người khác khuyên chúng ta thôi, yếu lắm, yếu lắm, ráng được chút xíu thôi, rồi đâu nó cũng quờn vô đó thôi. Bởi vì nó không có cái nỗ lực ở bên trong, vì nó không được soi sáng bằng cái thiện trí, thì nó không được soi sáng. Nó không được soi sáng. Nó phải được soi sáng. Tự chúng ta phải soi sáng, phải thấy. Vì cái năng lượng nó mạnh, nó sẽ thay đổi. Còn không thấy, không có thay đổi. Sao nó vẫn vậy là nó có thay đổi ngoài da chút xíu thôi. Ngoài da chút xíu thôi. Giống như nó đen quá rồi lấy cái gì đó thoa thoa lên thì nó sáng chút xíu, tôi rửa ra nó vẫn y chang, nó đen phùi, không có nó thay đổi gì. Mà từ bên trong chúng ta có thể thay đổi được bằng cái thiện trí của mình là thay đổi được. Bây giờ chúng ta sẽ đến cái phần mà coi như là nói về cái năm cái thọ mà chúng ta đã từng đi qua rồi, tức là thọ lạc, thọ hỷ, thọ khổ, thọ ưu và thọ xả. Khi mà phân chia các cái cảm thọ này đó, thì chúng ta có ba cái phần chính đó, là thọ lạc, thọ khổ và thọ xả. Thọ lạc như chúng ta nhìn đây, nó thuộc về tâm. Thì chúng ta có thân thức thọ lạc, và nó có thân thức thọ khổ, nó thuộc về tâm. Như vậy lạc, chúng ta có thân thức thọ lạc, và khổ thì có thân thức thọ khổ, nó thuộc về tâm. Bây giờ chúng ta thấy này, những cái này rồi chúng ta học hết rồi, nay rồi chúng ta ôn lại để nói thêm cái khác. Như vậy chúng ta thấy cái lạc này nó có liên quan đến thân, và cái khổ này nó cũng liên quan đến thân. Nhưng sự đau khổ và cái lạc thú nó nằm trong tâm. Khi người ta không hiểu được điều này đó, người ta tưởng rằng là cái mình ăn vô đó, nó vô trong cái cơ thể của mình, nó đi từ cái miệng nó đi vô tới cái cuốn họng, nó vô tới bao tử, rồi nó đi tiếp theo những cái phần khác đó. Người ta tưởng rằng cái thân của mình nó hưởng được cái này, nhưng mà thật sự không phải, nó là tâm nó hưởng lại. Khi mà cái chân chúng ta té là gãy cái chân chẳng hạn, cái chân nó gãy thôi, cái sắc pháp gãy thôi, thì nó làm cho xáo trộn cái đó. Nhưng mà cái đau đớn đó, nó thuộc về tâm, nó là thân thức thọ khổ.
cái liên quan tới tâm và cái nó liên quan tới thân. Và khi nào đó nó có một sự tác động cực mạnh thì nó sẽ phát sinh cái tâm này, nó gọi là thân thức thọ lạc hoặc thân thức thọ khổ. Chúng ta nhớ cái điều này. Ngay cả những cái cảm thọ thuộc về hỷ, cảm thọ thuộc về ương, cảm thọ thuộc về xả, nó cũng thuộc về danh pháp. Chính vì cái danh pháp này mà nó đi suốt trong những cái chặng đường về tiến hóa về tâm linh, cũng như thoái hóa về tâm linh. Và cũng vì tâm cho nên nó mới đi từ tiền kiếp đi tới hiện kiếp, và nó tiếp tục cái con đường luân hồi của nó. Ngày nào mà chúng ta chưa thoát ra được thì chúng ta còn nằm trong cái dòng chảy của nghiệp ở trong tâm. Như vậy sở hữu thọ hay cả mẫu thọ, nó thuộc về cái trạng thái của tâm, nó có thể tạo tác. Những cái cảm thọ này khi khởi lên á, nó sẽ tái đi tái lại và nó tạo tác một cái cảm thọ bất an, một cái cảm thọ hài lòng, một cái cảm thọ thanh thản, chẳng hạn gì, nó sẽ tái đi tái lại. Mỗi lần nó tái đi tái lại như vậy, nó có một cái năng lực tạo tác thêm. Đây, nó tạo tác. Và khi nói tạo tác vậy nó thì nó phải nằm trong tâm. Cái tạo tác vậy nó nằm trong tâm thì cái tâm nó hoạt động đó thì nó sẽ đi trên những cái hệ thần kinh. Và khi cái thần kinh này nó bị chạm và nó rung động thì nó sẽ ảnh hưởng toàn thân, nó sẽ truyền những thông tin nó đi toàn thân. Như vậy cái tác động của nó là cái vật chất thô, vật chất mịn, nhưng mà nó tác động lên vật chất thô để làm cho toàn thân của chúng ta mà nó sẽ có những cái cảm thọ này. Cho nên người ta nói là người ta bị nổi gai ốc lên chẳng hạn vậy, hoặc là nó lạnh toát cả người chẳng hạn vậy, nó có những cái cảm thọ nó khởi lên, nó ảnh hưởng tới cái thân chứ không phải là ở thân. Cái sai lầm á, mình nói thế này, tôi phải ăn cái này tôi mới khỏe được, không phải cái món đó, mà cái gì nó nằm trong cái món đó mới là quan trọng. Cho nên khi mà chúng ta hành thiền về cái ăn đó thì chúng ta sẽ tiếp nhận cái thực phẩm đó. Thực phẩm này cứng hay là mềm, thực phẩm này nóng hay lạnh hay vừa phải, đây là thực phẩm này nó cay chua ngọt mặn đắng vân vân, chỉ có bao nhiêu đó thôi, chứ không phải món ăn này món ăn kia món ăn nọ. Tất cả những cái mà chúng ta gọi là món ăn là bởi vì chúng ta đã trải nghiệm cảm thọ về món ăn này, và bây giờ chúng ta đó vì cái tà kiến chúng ta khắn vào trong cái món ăn đó, vì nó nối liền với cái cảm thọ của chúng ta. Vì cái lẽ đó đó mà người ta nói rằng tôi phải ăn món này tôi mới khỏe. Trong cái đó là cái cơ thể mình suy sụp, mình có thể ăn món nóng với bao nhiêu cái chất dinh dưỡng như thế này thì nó tốt. Người ta không có nghĩ vậy. Người ta nghĩ rằng là đây là cái món súp mà có thịt gà xé nhỏ ra thì tôi ăn cái này tôi mới khỏe. Người ta không tính như thế. Người ta tính cái món súp này là cái chất nóng. Cái thứ hai là nó có để cái gì trong đó, rau củ quả là cái gì, và trong cái thịt này nó có bao nhiêu cái đạm chất. Và khi nấu nướng như vậy đó thì cái độ nêm nếm á, là nó mặn ngọt hay là nó vừa ăn như thế nào thì cái những chất đó mới là chính yếu, như người ta bám vào trong cái món ăn là sai. Là bởi vì cái tưởng của chúng ta đó nó làm cho chúng ta đó là đi theo cái những cái cảm thọ này, và chúng ta ngỡ rằng cái cơ thể chúng ta cần cái món đó, trong khi cơ thể chúng ta cần cái chất đó, không phải cái món đó. Hai cái đó nó khác nhau. Khi nào chúng ta nói cơ thể chúng ta cần cái chất này để nó duy trì sự tốt đẹp của nó
thì chúng ta thoát khỏi cái tà kiến về những cái món ăn. Chúng ta không có bám dính vào những món ăn mà chúng ta cần thiết những cái chất dinh dưỡng nuôi cơ thể chúng ta. Và chất dinh dưỡng này được đưa vào cơ thể nó ở một cái trạng thái mà nó thuộc về đó là nóng hay lạnh, tức là nó nằm trong cái tứ đại. Tức là chúng ta đưa những cái vật thực ở bên ngoài nó vào với cái tiếp nhận bên trong để nó làm thành một cái mà gọi là cái vật thực. Những cái chất mà để nuôi dưỡng cái cơ thể chúng ta nó phải có hai yếu tố nó phối hợp với nhau, nó mới gọi là cái vật thực để mà nó nuôi dưỡng cái sắc thân của chúng ta. Nhưng chúng ta bị những cái cảm thọ này, khi chúng ta ăn vào thì chúng ta cảm thấy thích thú, cảm thấy vừa miệng, cảm thấy hoan hỷ, cảm thấy coi như hưởng được cái lạc, cái dục lạc trong cái ăn uống này, và chúng ta dính vào trong đó và chúng ta bị những gì. Cho nên có người nói rằng là tôi ăn chay cũng được. Thử bây giờ ở trong cái điều kiện mà hoàn toàn đó, bế tắc không có một cái gì để ăn, ta đem cơm trắng lại mừng lắm, một củ khoai cũng mừng lắm, giả dụ cho thêm một chút muối trắng càng mừng nữa, chứ đâu có nói món này món kia món nọ đâu. Vì cơ thể chúng ta đó nó có cái nhu cầu tiếp nhận cái vật thực để nó sống, nhưng những cảm thọ của chúng ta nó yêu cầu như một cái chất gia vị vào trong đó để thỏa mãn cái cảm thọ này. Và cái thỏa mãn đó chính là chúng ta đã tìm hưởng những cái dục lạc trong tất cả những cái mà chúng ta thọ dụng trong cái đời sau. Hai cái đó tách ra. Chúng ta đau khổ là vì chúng ta nô lệ cho những cái cảm thọ mà khi chúng ta thọ dụng chúng ta muốn thọ hưởng. Còn khi chúng ta đơn giản vấn đề lại, cái này là cái nhu cầu thiết thực, chúng ta phải có thức ăn tốt cho cơ thể, chúng ta phải có những cái áo quần mặc thích hợp cho cơ thể trong các mùa, điều đó khác. Còn khi chúng ta gia vị vào thì cái đồ ấm phải đẹp, phải sang, phải hàng độc, thức ăn phải đúng khẩu vị, phải ở một cái nhà hàng sang trọng, phải là món độc người khác không ăn được, chỉ có mình mới ăn được. Những cái đó là những cái phụ tùng, những cái gia vị nó chở theo cái quế nhiễm của tâm, vì nó chở theo cái ngã mạn, nó chở theo những cái tà kiến. Khi mà chúng ta bám vào cái thức ăn với những cái cảm thọ mà chúng ta đã trải nghiệm qua, bây giờ chúng ta bấu víu trở lại để tái thọ hưởng, cái sai lệch trong cái tâm của chúng ta nó là như vậy. Và đừng có coi thường nó. Người ta chở đi trong nhiều kiếp, người ta cứ bám vào trong đó. Đây là cái thí dụ thế này. Có người hỏi chứ bây giờ đó người ta chết rồi đó, mình cúng mà mình làm cái nhà bằng giấy để cúng, con ngựa bằng giấy để cúng, xe hơi bằng giấy để cúng, giấy tiền vàng bạc, có đúng hay sai? Thì đạo Phật nói là không đúng. Không đúng sao người ta làm? Thì nó không đúng là tại sao nó không đúng? Nó không đúng là vì tất cả chúng ta ngồi đây, chúng ta là người dương đây nè, chúng ta thọ hưởng được bất cứ cái gì đều là do chúng ta đủ cái phước. Thì cái quả phước này nó xuất hiện đó, chúng ta mới có được và mới hưởng được. Còn khi cái quả phước chúng ta không đủ, thứ nhất chúng ta không có. Quả phước đủ tiếp theo chúng ta có. Quả phước tiếp theo nữa, có phước mới hưởng được, không có phước không hưởng được. Cho nên có khi có cái phước có được mà hưởng không có. Có cái phước có con mà được nó đối xử đầm ấm như mình hay không còn cái chuyện thứ hai. Mình có tiền bạc, đồng ý có phước, dân hưởng được bao nhiêu trong cái tài sản mình có được thì cái đó phải xem lại. Thức ăn vật thực hàng ngày người ta mang đến cho mình, đó là mình có phước người ta mới đem đến cho mình. Con của mình nó cho mình, bạn bè nó đem lại tới tặng mình, người hàng xóm nó quý mình nó đem tới mình,
nhưng ăn được bao nhiêu, ăn được hay không, chuyện đó là phước báo của mình. Như vậy thì một người sau khi đã không còn được cái kiếp người nữa, nếu người ta ở chư thiên thì không có ăn cái thức ăn tầm thường của mình. Thức ăn của mình nó quê nhiễm dữ lắm, nên là chư thiên không có hưởng cái này. Bây giờ những người ở cái cõi khổ thì người ta thấp hơn, nhưng người ta hưởng cái thực phẩm trong cảnh giới người ta. Ở đâu thích hợp ở đó. Nhưng trời, trong cảnh giới người ta ăn cái thực phẩm đó mà có phước thì mới có, mà ăn không có, không ăn được. Quý vị nhớ câu chuyện mà sư cô kể hoài rồi đó. Là khi Ngài Ca Diếp bưng cái bình bát đi Phật Phật, thì một ngạ quỷ mới quỳ xuống đảnh lễ Ngài, xin Ngài ban cho con một chút nước. Thì Ngài mới nói là nước sông Hằng nhiều như vậy sao không uống mà đến đây xin. Ngạ quỷ nói là con thiếu phước, cho nên là khi mà con dốc nước sông Hằng lên nó thành máu, con không uống được. Nhưng mà nhờ cái phước của Ngài cho con một miếng nước thì con có thể hết khát. Thì Ngài mới là xớt nước cho quỷ đói, và quỷ đói uống được cái nước này. Như vậy khi mà chúng ta cúng tất cả những vật thực mà chúng ta ăn đây thì chắc chắn là những người đó không hưởng được. Bởi vì nếu mà hưởng được thì quý vị chạy hết ráo rồi, dọn lên bàn thờ ngó qua ngó lại xong hết trọi trơn là quý vị chạy hết ráo rồi. Còn tất cả những cái quý vị nói mà dùng được á, đốt thành tro làm sao dùng được. Thì chắc chắn là quý vị thấy là tất cả những cái mà chúng ta đem cúng đó là không có hưởng được. Nhưng tại sao ta lớn? Vì người ta hưởng cái tình. Hôm nay con của mình, nó nói là hôm nay đó là ngày giỗ của má, mà con có những cái món này con cúng má. Thì cái người mà ở trong cái cõi mà lang thang đau khổ đó đó, tùy theo cái cảnh của mình mà có thể trở về và thấy được cái điều đó và tiếp nhận được. Nhưng ăn được hay không tùy phước. Nhưng vui cũng như mình bệnh nặng nằm đây, người ta đem món ngon vật lạ tới vui nhưng không ăn được, cũng nhận vậy, vui trong lòng không ăn được. Thì những người đó thì vui, nhận được không ăn được. Nhà cửa vui, nhận được không dùng được. Con ngựa, cái xe, người thậm chí người làm xích lô đạp, có luôn cái ông xích lô đạp nữa cũng đốt luôn, nhận được vui. Cho nên đạo Phật mới nói rằng muốn cho những cái người ta ở trong cái cảnh khổ mà ta nhận được vừa cái tình của mình mà vừa cái thực chất người ta có thể sử dụng được, thì phải chuyển những cái đó bằng phước. Cho nên chúng ta làm từ thiện, chúng ta hồi hướng cái phước này đến cho người thân chúng ta. Chúng ta giúp một chút ít để người ta xây một cái nhà tình thương, làm cái cầu, đem tới vật thực cho người khác, đem tới cái thuốc men cho người khác, đem tới cái áo quần cho người khác mặc. Chúng ta hồi hướng cho người thân của mình, thì với cái phước đó người thân mình sẽ có những cái thứ trong cảnh giới này. Hoặc là chúng ta dâng cái lời lễ dân y, chúng ta tham gia dự cái ngày lễ dân y đó, lễ trai tăng, lễ trai phạn, hoặc là chúng ta công quả trong chùa chẳng hạn, thì tất cả những đó chúng ta hồi hướng lại. Hôm nay cái ngày làm lễ dân y mình cũng có tiền, nhưng mình có thể đến đó. Mình không còn sức để làm nữa, nhưng mình còn có thể đứng đó chắp tay để mà đảnh lễ chư Phật chư thiên, và nói lên cái niềm ông đức của mình đã cố gắng hết mức để mình tới được cái ngày lễ dân y ngày hôm nay, và tới cái tấm lòng trong sạch này như cái phước báo này hồi hướng được. Vì người ta chia phước mà, ta cúng là ta chia phước, người ta hồi hướng hết khắp pháp giới chúng sanh, thì mình đứng đó để mình cầu nguyện cho cái cửu quyền thất tổ của mình, cho những cái người thân của mình cũng hưởng được cái phước ngày hôm nay. Mà giống như bây giờ người ta để những cái phần chia đây, rồi lấy cái phần này đó mình chuyển đến cho cái người thân của mình, thì ta nhận được cái phước này, người ta hưởng được. Cho nên cái người mà có đủ cái điều kiện
làm cái lễ dân y hoặc là lễ trai tăng hoặc là lễ trai phạm vân vân, thì người ta mở lòng ra để cho người khác tham gia, ít nhiều gì cũng được, không có tiền cũng được luôn, tham gia bằng cái công sức của mình, không có công sức cũng được luôn, mình đứng đó với cái tâm thành mình vẫn có thể chia sẻ được. Thì cái đó là những cái phần mà hồi hướng được cái đó. Cho nên cái chánh yếu không phải là chúng ta nấu nướng vật thực, làm cái này cái nọ để dâng người thân của chúng ta. Cái điều đó thể hiện cái tình cảm và cái tình thương. Và tất cả những người thân quá cố chúng ta nối chúng ta bằng cái sợi dây tình thương và tiếp nhận đó để được ấm áp. Và cảm thấy như vậy là no rồi, chứ không có ăn được. Nhưng mà nếu như mình là cái người cúng mà mình có phước, nhân cái ngày cúng dỗ đó mình hồi hướng cái phước của mình luôn. Phước mình đã trong sạch mà làm từ thiện từ bấy lâu nay, phước mình đã hộ trì tam bảo, phước này phước kia đó, mình hồi hướng luôn. Thì người ta sẽ có cái phước để hưởng cái vật thực trong cái cảnh giới của người đó. Cho nên là chúng ta phải hiểu rằng tất cả đều là do phước. Còn tất cả những cái lớp cảm xúc mà nó chồng lên đó, có khi chúng ta sai lệch. Có khi do cái cảm xúc của chúng ta ăn rồi thành bệnh. Mình ngỡ là, mình tưởng là cái đó là tốt nhất cho mình, nhưng đưa dần nó thành bệnh. Bởi vì tất cả những cái mà chúng ta tưởng đây, tất cả những cái mà chúng ta tưởng đây, nó đều là hồi tưởng, nó đều là liên tưởng, là tưởng tượng ra thôi. Và nó kết trong cái cảm thọ này. Cho nên chúng ta ngỡ là, tưởng là. Còn cái sự thật của nó phải ra khỏi cái lớp cảm xúc đó, tắt nó ra, thì chúng ta mới có thể thành công được. Như vậy thì chúng ta thấy thọ thuộc về danh pháp. Và tất cả những cái trạng thái của thọ nó cũng nằm trong cái danh pháp, nhưng mà nó lại là nằm trong tất cả các tâm. Và chúng ta sẽ khảo sát. Và hôm nay đây thì chút nữa đây cô sẽ chỉ những cái màu sắc mà được vẽ trên đây, không phải là tô cho đẹp, mà tất cả những cái màu của nó đều có một cái phần hoạt động của nó, để nó thể hiện lên những cái hình thức về cảm thọ của nó. Như vậy xin lặp lại, khi mà cái thọ nó có thọ lạc và thọ khổ, thì cái hai cái này nó nằm trong tâm. Thân thức thọ lạc và thân thức thọ khổ thì nó được tác động mạnh. Bây giờ bên cạnh cái lạc mà nó có liên quan đến thân đây, thì cái phần hỷ này á, nó liên quan đến tâm. Phần ưu này nó cũng liên quan đến tâm, liên quan nhiều đến tâm. Và thông thường á, thì hỷ nó đến trước, nó đi trước, rồi nó theo sau nó đó. Theo sau của nó là lạc. Hỷ đi trước rồi mới tới lạc. Cái cách thức nó đi là vậy. Ví dụ như ở bên Ấn Độ đó là cứ khoảng 1-2 cây số gì đó, tùy nơi, thì nhà nước đó có để những cái chỗ bố thí nước cho người ta uống, với lại cho những cái người mà người ta khó khăn đó, người ta có nước để người ta tắm giặt. Cứ người ta quy định mỗi địa phương khác nhau vậy. Và khi cái đặc điểm của cái người Ấn Độ đó, để mình bước chân tới cái nhà người ta, thì việc đầu tiên là người ta đem nước cho mình uống. Còn người qua đó thì người ta quý mình nhất đó, thì ăn với uống luôn. Nhưng người Ấn Độ là đặc biệt có uống. Người ta bố thí nước đó, thì hầu như là đa số người ta bố thí nước, tức là trước cửa nhà người ta, người ta để những cái thùng nhỏ nhỏ, rồi là không có ly như mình, bởi vì người ta có cái thói quen uống bằng tay. Người ta ai tới đó thì người ta dội nước cái tay, người ta qua cái người ta hứng cái nước lên người ta uống. Dội nước của nhà nước cũng vậy. Thì cái nó nóng, nó khác dữ lắm. Ví dụ như mình đi mình xách theo một chai nước mà nó hết cái chai nước đó rồi đó, mà từ đằng xa mình thấy cái điểm mà nó để là có nước uống đó, thì trong lòng thấy vui rồi. Bởi vì nó khát cháy cổ họng, không thể nào chịu đựng được.
nói như mình thấy vậy là thấy vui rồi đó, tự nhiên là thấy phấn khởi rồi đó. Nhưng mà đến khi mình lỡ mình rót được cái nước đó rồi đó, mình uống được vô đó, uống tới đâu thì nó lạc lên đó. Thành ra cái hỷ thuộc về tâm, mình thấy mình đang khát, mình thấy có nước mà mình vui, vui mừng rồi, phấn khởi rồi. Nhưng mà đến khi uống vô đó, uống tới đâu nó mát tới đó, nó dễ chịu tới đó, nó làm cho tăng cái sức lực mình tới đó, thì cái đó là lạc. Thì hiểu được cái trạng thái mà coi như hỷ và lạc. Bây giờ tới khổ và ưu. Ví dụ như một cái người này bây giờ đang khỏe mạnh, tự nhiên đêm nó đau bụng quá, đau bụng đến nỗi mình muốn xỉu luôn, để chở được cấp cứu, nói ung thư giai đoạn cuối. Thì từ cái chỗ mà người ta đau bụng quá chịu không có nổi đó, nó là cái khổ thuộc về thân. Bây giờ sau khi mà khám bệnh xong rồi đó, mà nói rằng ở đây là ung thư giai đoạn cuối, thì lúc đó là cái trong lòng mình nó sụp đổ. Bao nhiêu những cái mà nó thuộc về đời sống, con nó còn đi học đây, biết bao nhiêu chuyện còn đang gian dở đây, thì mình tuyệt vọng, mình suy sụp, đó là ưu. Mình thấy về tâm nó ưu. Nhưng mà có những cái trường hợp đó, nó đau đớn về thể chất, nhưng nó lại duyên với một cái hỷ bạn. Cái người mẹ sanh con rất là đau đớn, nhưng mà khi đó là đứa con nó chào đời rồi đó, thì cái đau nó vẫn còn về thể chất. Nhưng người mẹ nhìn thấy cái đứa con là nở một cái nụ cười, trong lòng rất là hạnh phúc, rất là vui vẻ. Cái đau vẫn còn. Thành ra cái đau đớn về thể chất, đau đớn về thể chất không phải luôn luôn nó đưa tới thọ ưu, mà có khi đó nó có thể duyên với cái thọ hỷ. Không phải lúc nào nó cũng duyên với thọ ưu, nhưng mà phần lớn là nó duyên với cái thọ ưu. Đó, thì khi mà chúng ta đã học hiểu cái điều này, để mà khi bất cứ một cái bệnh tật gì nó phát sinh mà nó liên quan đến cái thân mình đó, là nó đưa đến thọ khổ, là gì tứ đại nó không có điều hòa, thì nó tạo nên sự bất an. Thì đó, mình đừng có dẫn dắt cái tâm mình đi đến thọ ưu. Tại sao vậy? Tại vì cái thân mình bệnh hoạn, tứ đại nó đã bất an vậy rồi, mà bây giờ cái thọ ưu đó nó sẽ làm tăng bệnh, nó tăng cái mầm móng của bệnh. Những cái bế tắc, những cái tuyệt vọng trong tâm của mình đó, nó làm cho cái bệnh nó đang ở một cái mức độ này, nó có thể nhảy vọt lên. Nó chỉ làm nặng lên chứ nó không có làm cho giảm xuống. Mà cái người mà có thể tách được hai cái vấn đề này, người ta suy nghĩ thế này: bây giờ cái bệnh mình bây giờ đi khám, cái phương tiện gì mình khám để rõ bệnh nhất, bây giờ khám, tiền đâu, hai vấn đề này giải quyết được xong rồi, giờ người đưa đi hay người nhà mình đưa đi khám cái đã, thì người này thoát khỏi cái ưu. Khám xong rồi, quyết định xong rồi đó, bây giờ đi qua đông y khám thử cái ra sao. Rồi sau khi mà tất cả mọi người khám đã có cái kết luận rồi, thì bây giờ tùy theo cái bệnh đó quyết định phải chữa chạy ra sao. Chữa chạy nó có hai cách. Cái cách thứ nhất là về thuốc men, thầy thuốc, bệnh viện, vân vân, một cách. Cách thứ hai về mặt tâm linh, giải quyết sau đây để cho cái bệnh nó giảm xuống và nó có thể nhanh chóng phục hồi. Thì nói một cách vắn tắt, làm sao để tách cái khổ và cái ưa này ra làm đôi, tách hai cái này ra. Nếu mình tách ra được thì cái khả năng phục hồi rất nhanh. Còn nếu mình không tách ra được thì mình phải chịu đựng cái sự vật vã về thể chất, rồi cái nỗi đau về tinh thần của mình chỉ có một mình gánh chịu mà thôi. Đây, sư cô kể quý vị nghe một cái chuyện có thật và quý vị có thể liên hệ. Sư cô đi đến Houston để sư cô giảng. Thì cái cô đó cổ bị ung thư ngực và bác sĩ quyết định rằng cổ phải mổ. Thì cổ hỏi là cái kết quả mổ này như thế nào, thì bác sĩ nói 50-50.
tức là cũng có thể lành mà cũng có thể là kết thúc. Thì cậu mới nói là cho cô về suy nghĩ lại. Thì cô về cô mới nói với chồng cổ đó, bây giờ bác sĩ nói 50-50, thì bây giờ đó anh coi như em đó là không có đóng góp gì một cái vai trò trong cái gia đình này nữa. Bây giờ em phải có cái cách giải quyết về cái bệnh của em. Thì ông chồng ổng là coi như là chiều cô này. Cô nói em làm sao mà em cảm thấy em bình an, sức khỏe em tốt là được rồi. Còn mọi thứ là anh sẽ hỗ trợ cho em. Thì sau đó là cổ mới quyết định, cổ mới đi ra cái vùng biển đó, cô thuê một cái nhà cô ở đó. Và cô ăn theo thực dưỡng mà cô hành thiền. Thì sau đó là cô trở lại bệnh viện khám thì cô hết rồi. Cô có viết một cái quyển sách đó, cô có cho sư cô số điện thoại. Và cô có nói là ai mà bị ung thư ngực thì có thể liên hệ với cô để cô nói cái sự thật mà cô đã trải qua. À, những cái khủng hoảng trong lúc mà cổ đó thọ khổ và thọ ưu như thế này. Và đó, thay vì mà phải ưu tư về cái này thì cổ suy nghĩ làm cách nào để mà mình có thể vượt qua cái bệnh mà người ta nói rằng là ung thư. Ung thư có nghĩa là không có thuốc nào trị nó được hết, không có dùng thuốc được. Chứ ung thư có nghĩa là dùng thuốc không có tác dụng, không có hiệu quả. Cho nên là người ta cứ dùng thuốc thì nó không có hiệu quả, không có tác dụng. Nhất là quá trị, xạ trị đó, đứng về mặt tâm linh nó sai rồi. Cái khi một người bệnh á, thì khi cái tứ đại nó không có điều hòa, nó nằm trong cái khổ này đó, thì nói về tâm á, thì nó nằm trong cái sân. Bởi vì chúng ta thấy đây, cái tâm sân này nó thọ ưu. Tâm sân. Thế bây giờ đó, mình dùng một cái lực, khi đưa cái thuốc vào đó, nó cực nóng, cực mạnh, tác động vào. Cái này nó đã nóng rồi, dùng một cái lực nóng hơn, dùng tâm sân để diệt một cái tâm sân, đứng về nguyên tắc về tâm linh sai rồi. Không có đưa đến một cái kết quả đâu. Sở dĩ những người ta đi xạ trị, quá trị mà người ta có cái kết quả và ta thể kéo dài 10 năm hay là bao lâu nữa đó, thì thưa quý vị, nó không hoàn toàn nằm chỗ này. Vì đã nói ung thư là không thuốc trị. Và ung thư thì ngay cả trong sách cổ của Đông Y cũng nói rằng một nửa là thân bệnh, một nửa là quả của nghiệp sát. Và nếu như trong đời này đó mà chúng ta chỉ giải quyết thuần túy bằng chữa trị cái thân này thì quả nghiệp không ngừng lại, nó sẽ còn trổ sanh trong cái luân hồi của chúng ta. Cho nên chúng ta phải làm hai điều. Cái gì mà tất cả những cái thầy thuốc có thể làm đúng, làm tốt của chúng ta, hãy tìm tới để cho nó, cái tâm mình nó an ổn. Cái thứ hai, những cái gì về tâm linh chúng ta phải hiểu biết để mà chúng ta hóa giải, hòa giải trong tâm của mình để được sự bình yên, không có thọ ưu nữa, thì nó sẽ giúp cho cái người này nè, nó điều hòa trở lại. Thì tất cả tế bào ung thư nó đều phát triển không có đúng quy luật của nó, phát triển vô tội dạ. Bây giờ làm sao nào nó điều hòa trở lại thì thôi. Chỉ là cái vấn đề nó đi vào cái mực thường của nó, mực đúng của nó là xong. Còn bây giờ nó bung ra, nó bung ra, nó bung vô tội dạ như thế này. Quả của nghiệp sát. Cho nên là cái sát sanh đối với cái người cư sĩ đứng hàng đầu, trong tất cả các giới nó đứng hàng đầu. Những cái gì mà nó liên quan đến cái đau đớn trong cái thân xác này, mọc khối u bậy bạ ra, phải mổ, phải xẻ, phải tất cả những gì mà nó hành hạ, nó làm cho khổ cái thân xác này, chúng ta cứ nhìn cái đó, chúng ta thấy chúng ta đã gieo cái sự thương tổn về mặt thể chất cho chúng sinh đó bao nhiêu rồi, bây giờ nó in hình đây. Vì tất cả nó theo cái dòng nghiệp này, nó chảy vào trong cái tâm tục sinh, nó nằm ở đây và nó phối hợp
để nó thành cái thai bào này và nó đi suốt trong cái cuộc đời của chúng ta. Vì vậy mà cái nghiệp sát chúng ta đã tạo từ vô lượng kiếp, nó thành một cái dòng nghiệp và nó chảy trong cái sắc pháp này, nó đã định hình hết rồi, cho tới cái giờ là nó đưa ra. Cho nên nếu mà cái đời này đó chúng ta làm thiện nhiều thì có những người họ cũng bị cái này. Một là họ qua được, hai đó họ chết không có đau đớn, hoặc là có bị nhưng không có đau đớn. Là do kể từ khi đó người này tạo xuống cái ác nghiệp á, là biết mình sai rồi, biết mình làm cái điều ác rồi, và người ta đã sám hối, người ta làm những cái điều lành cho đến bây giờ. Thành ra có những người bị ung thư không có đau, và người chết cũng không có đau. Còn không thì nó sẽ cực kỳ đau đớn về thể xác. Và cái đời sống nội tâm đó là coi như nó tuyệt vọng, nó tâm tối vậy. Thứ nhất biết để tách nó ra. Cái thứ hai phải nhìn cái bệnh mình nó diễn ra chỗ nào, nơi thân, thì biết cái ác nghiệp về cái nghiệp sát của mình đã tạo ra đúng như thế, để mà sám hối, để mà chúng ta có thể hóa giải được trong cái kiếp này. Và như vậy chúng ta có hai cách. Thứ nhất, chúng ta hòa giải được với những cái quan trái chúng ta đã tạo ra. Chúng ta hòa giải được trong tâm của chúng ta, cái nguồn cội của sân hận nó vẫn còn đây, chúng ta làm cho nó dịu xuống. Cái lửa nó ngục lên như thế này, chúng ta mỗi một đời tưới tắm, mỗi một ngày, một giây chúng ta tưới tắm một chút xíu. Có khi chúng ta làm dịu được bên này nó bùng lên rồi nó lại bật lại bên này. Nhưng mà chúng ta cứ phải làm dịu. Nó bùng lên chúng ta vẫn phải cứ làm dịu. Nhìn tất cả những cái đau khổ thuộc về thể chất của chúng ta, để chúng ta biết cái giá của nghiệp sát. Nhìn tất cả những cái sự bất hạnh mà chúng ta đã phải thọ ưu đây, để chúng ta biết là chúng ta đã từng gieo rắc cái sự đau khổ này cho biết bao nhiêu người. Biết như vậy để sám hối, biết như vậy để nguyện không làm nữa. Nhưng mà đâu phải lúc nào chúng ta cũng sáng suốt đâu. Tất cả những việc chúng ta làm sai rồi do chúng ta bị che mờ. Có khi chúng ta thấy đó được một lần, hai lần, được khi nó che thì chúng ta lại làm bậy, nói bậy, nghĩ bậy. Vì chúng ta sáng ra thì chúng ta thoát, rồi nó lại che lại. Cho nên cực kỳ gian nan. Mà khi quý vị học tới cái phần mà nó thuộc về các cái tâm mà tạo tác đấy, quý vị thấy không? Một cái luồng nó đi bảy con, mà nó không đi một lần. Một giây đồng hồ nó 1.000 tỷ lần như vậy. Thế bây giờ để xóa sổ những nghiệp ác chúng ta phải quay cái cuộn tơ nó trở lại. Hồi trước chúng ta quấn nó vô vậy, bây giờ chúng ta quay nó trở lại. Nhưng nó không đơn giản là chúng ta quay trở ra. Mà khi chúng ta quay trở ra nha, cái lực chúng ta có thể yếu, nhưng mà lực xấu nó mạnh lắm, nó quay ngược trở lại. Vì cái nghiệp lực nó thuộc về ma lực rất mạnh. Mà những cái nghiệp lực mà nó thuộc về cái hùng lực của mình nó yếu, nó chuyển mình có thể quật ra. Chúng ta hiểu vậy để kiên trì, chúng ta hiểu vậy để luôn luôn sám hối. Còn không, chúng ta bị những cái thọ khổ, thọ ưu này nè, nó làm cho cái đời sống chúng ta đó gọi là lên bờ xuống ruộng. Ở trong cái cảnh giới nào nó cũng bị những cái cảm xúc này làm cho thân trầm. Vì những người nào có con, thương con nhiều quá, tôi sẽ thấy thân trầm. Con nó thành công vui, con nó lận đận, nó thất bại, nó bệnh hoạn, lòng mình chùng xuống. Nó chết đi thì là một nỗi tuyệt vọng trong cái thọ ưu. Một cái đứa con mà nó chết, nó có thể làm cho cái người mẹ nó quỵ luôn, không ngồi dậy nổi. Có những người bị tai biến nằm liệt một chỗ luôn. Nó kinh khủng như vậy, cái thọ ưu nó tác động lên cái thể chất, bởi vì nó tác động vào cái hệ thần kinh mà. Tác động lên. Thọ ưu cũng tác động vào hệ thần kinh, thọ khổ cũng tác động vào hệ thần kinh.
Và hệ thần kinh thì nó điều khiển toàn bộ cái cơ thể của mình, cho nên nó làm rúng động hết. Những cái xấu nó sẽ làm rúng động hết. Tất cả những vật gì mà có thuộc vào cái những cái mầm thuộc về bệnh hoạn, cái mầm không tốt đẹp á, nó sẽ theo cái điều kiện này nó khởi sanh lên trong cái toàn thân của mình. Khi nó tác động vào, nó đi hết toàn thân này, thì tất cả những cái này nó sẽ nảy sinh lên. Chúng ta hiểu vậy. Thì khi bất cứ một cái gì xảy ra cho mình mà nó tấn công vào thân, tấn công vào tâm của chúng ta, để bình tĩnh để giải quyết tất từng vấn đề này. Giải quyết, chúng ta tính toán để chúng ta giải quyết mọi việc, chứ không phải chúng ta lo âu mà có thể giải quyết cho mọi việc được. Lo tính giải quyết được, lo âu không giải quyết được, lo lắng không giải quyết được. Bởi vì lo lắng hay lo âu nó thuộc về ôm, còn cái lo tính nó thuộc về trí. Để cho chuyện này đừng xảy ra, bây giờ phải làm gì? Bệnh này có thể đưa đến cái chết, nếu muốn ngăn chặn cái chết, giờ phút này phải làm gì? Phải có sự tích cực trong tâm, tích cực trong chữa trị, hợp tác với thầy thuốc. Về mặt tâm linh, ý thức rõ để tự mình có thể sám hối được. Đó là những cái phần mà thuộc về cảm thọ mà chúng ta đã thấy nơi đây. Và trong tất cả những cái phần cảm thọ này đó, chúng ta có thể chia hai ra. Là những cái cảm thọ này nó đi với những cái pháp bất thiện, và cảm thọ đi với pháp thiện. Mặc dầu nó có lạc hỷ, mặc dầu nó có khổ ưu xả, ngay cả xả nó cũng đi với cái pháp thiện và bất thiện. Ví dụ như chúng ta nói đây, có lạc, có hỷ, thì cái hỷ này nè, nó đi với thiện và nó đi với bất thiện. Bây giờ chúng ta nhìn nè, hỷ đi với bất thiện. Hỷ trong bốn cái tâm tham này thì hỷ nó đi với bất thiện. Hỷ nó đi với thiện là nó nằm trong cái quả thiện đây, nó nằm trong ứng cúng quy tiếu đây, hai cái thiện đây. Đây là 12 cái thiện, nó nằm trong cái tâm dục giới mà nó thiện đây. Như tất cả những cái phần đỏ đây nó đều là những cái phần thiện hết. Tôi sẽ cho quý vị con số cụ thể. Bây giờ ở đây quý vị thấy nó xuất hiện đây, nó có cái màu nó đậm lên, giải màu đậm lên. Thì trong cái hỷ này nè, nó có ba cái chữ hỷ. Cái chữ hỷ mà chúng ta nói là vi tiết, thì nó là sở hữu hỷ. Cái chữ hỷ là mudita, nó là tùy hỷ. Somanassa, đây nó là hỷ lạc. Ba loại hỷ. Bây giờ cái chữ hỷ đầu tiên mà thuộc về sở hữu hỷ đó, thì trong cái các cái tài liệu nó còn ghi một chữ nữa đó. Chữ hỷ này có sách đã ghi là phỉ, vì nghe là phỉ lạc, phỉ nguyền. Phỉ nguyền tức là vui vì đạt được cái ước muốn của mình, gọi là phỉ nguyền. Hoặc là phỉ nguyện thì nó cũng vậy. Như vậy cái chữ hỷ mà thuộc về sở hữu hỷ đây, thì đó là cái niềm vui, đó là cái niềm hân hoan, đó là một cái sự hưng phấn. Nó đẩy đi tất cả những cái ưu phiền. Hỷ nó phát sanh đẩy đi cái ưu phiền. Trong tâm người này có hỷ thì không có sân, không có phiền não. Chúng ta phân biệt thế này.
có những cái hỷ đó mặt ngoài của nó là vui, nhưng mà cái mặt trái của nó là nó sân, nó vui vậy đó, nhưng nó mất niềm vui này là sân nó hiện ra liền. Nó hai mặt của một vấn đề. Hỷ này nằm ở đâu? Hỷ này nằm ở chỗ hỷ tham. Hỷ tham là gì? Khi mình mong muốn cái điều gì đó mà mình đạt được cái điều đó đúng như ý mình mong muốn, thì cái đó là cái hỷ tham phát sanh lên và mình đạt được. Khi mình mất cái hỷ tham này đi, buồn, thất vọng, tuyệt vọng. Mình muốn rằng là cái nhà của mình đang ở đây, mình muốn mình bán được cái số tiền đó lớn, mình mua được cái nhà nhỏ hơn chẳng hạn vậy. Mình tính toán cái đường dài 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 như thế này để cái sinh sống gia đình nó tốt hơn. Và bây giờ mình bán được cái nhà đúng như là cái số tiền mình mong đợi rồi, thì cái đó là vui, vui. Bây giờ bán xong rồi thì tất cả mọi thứ mình cần dùng nó đẩy cái giá hụt lên, thế là mình không giải quyết được cái gì hết, buồn. Cái người chung sống với mình đây, hai người đem đến niềm vui với nhau, đến khi người ta đó không còn giữ được như cũ nữa, người ta thay đổi hoàn toàn, thì liền đó là đau khổ. Vì sao? Vì cái nguyên tắc của nó là khi mà chúng ta mong muốn được một cái gì đó nó đáp ứng được rồi thì chúng ta vui. Nhưng chúng ta bám vào cái này, chúng ta không muốn mất, khi nó vượt khỏi tầm tay chúng ta thì sân nó liền phát sinh. Còn cái niềm vui mà nó nằm trong thiện đây, nghĩ thiện đây, và tất cả một cái chuỗi mà chúng ta nhìn xuống như này đó, thì tất cả những cái niềm vui đó đó, khi ta có được là do cái từ bi, do cái hỷ xả mà ta có được cái niềm vui này. Ta làm điều tốt, điều lành người ta có được. Thì khi á, cái này nó muốn ra sao thì ra, nó không có ảnh hưởng gì người ta hết, người ta không có mất cái gì. Cái niềm vui ta có được thì có luôn. Người nào dính người đó mới bị. Ví dụ như chẳng hạn vậy, bây giờ mình đem mà cái tiền mình giúp cho một cái người khổ, thì khi người ta nhận được, người ta rất là vui mừng, người ta nói với mình là người ta sẽ giải quyết được cái này cái này, mình vui lắm vì mình làm được điều thiện, điều lành. Nhưng mình khi nghe lại thì không phải vậy. Người ta nói người ta được cái này thì người ta đi chữa bệnh này, người ta sửa lại cái nhà bếp này, người ta đóng tiền học cho con nè. Mình nghe vậy thì vui lắm. Bây giờ vài tháng sau mình nghe lại thì họ không có đi chữa bệnh, cũng có sửa lại cái bếp, cũng đóng tiền học mà đi đánh bài mua lô đề hết, thì mình không vui. Tại sao vui rồi lại không vui vậy? Tại vì mình đem đến cho người ta, mình làm cái điều thiện là mình vui. Nhưng trong đó mình cứ dính, dính cái chỗ nào muốn người ta làm đúng như điều người ta nói, và mình chờ đợi rằng điều này sẽ trở thành sự thật. Cái mất vui của mình là ở chỗ muốn người ta làm đúng như điều người ta nói. Cái thứ hai, muốn cho cái sự giúp đỡ mình đúng như sự thật. Và như vậy mình sẽ nói vậy, thiệt ra mình làm như vậy mà bị người ta lừa rồi, mình cũng có cái ngu trong đó bị người ta lừa rồi, cho nên nó cứ ức. Quý vị, mình đã đem đến cho người ta với cái suy nghĩ như vậy và với điều người ta nói đủ rồi. Còn cái chuyện sau này người ta làm sai như vậy á, thì mình sẽ nói thế này: có một lần mà thôi, không có một lần thứ hai. Một khi mình biết rõ người ta lừa mình rồi thì không có lần thứ hai. Nhưng trong cái tâm tư của mình nói rằng trước khi tôi làm, tôi nghĩ đây là tôi đã làm một cái nhân lành, và tôi trong khi làm tôi vui vẻ bởi vì tôi thấy là chuyện làm của tôi đúng đắn. Bây giờ sau khi làm rồi, tôi thấy chuyện đó nó không phải diễn ra như vậy, nhưng trong cái tâm tư tôi nghĩ rằng tôi đã gieo cái nhân lành, trong lúc tôi làm tôi đã vui vẻ, thì bây giờ tôi cũng vui vẻ để họ tạo nghiệp của họ, tôi không dính gì trong cái chuyện họ tạo nghiệp của họ, vì tôi đã tạo nghiệp lành rồi,
không dính gì nữa. Còn nếu không chúng ta bị dính, dính vào trong đó thì mình làm thiện xong rồi tức 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 đi tới đâu cũng kể ra, kênh nước đen mở ra, mở ra và nói rằng đây là kinh nghiệm. Thưa quý vị, phước mình không đủ, chứ người ta nhiều khi ta làm tới đâu tốt tới đó thì sao, thấy không? Thì mình mở cái con kênh nước đen của mình và những cái cảm xúc thuộc về bức xúc đó, nó thuộc về cảm thọ, nó nằm hoài trong tâm mình, nó lặp đi lặp lại, nó lại nhập vào trong cái dòng nghiệp mà thuộc về bất thiện đó, mạnh mẽ. Và chúng ta còn cho lan tràn ra nữa. Như vậy việc thiện chúng ta làm có phước chút xíu đây, nhưng mà những cái thiếu phước chúng ta nó cứ lớn rộng ra. Cái đó mình thấy sao? Nếu mình thấy thì mình mới làm cho tâm tư mình đầy đủ. Còn nếu mình không thấy, mình có tư tiền, có tư hiện, tư hậu, mình làm thành một cái dề đen hơn hai cái phần trắng ở phía trước. Hai phần trắng ở phía trước chỉ là hai cái vạch thôi, nhưng phần sau nó thành ra cái dề. Cho nên rất khó nuôi dưỡng những cái cảm xúc bất hạnh ở trong tâm. Nuôi dưỡng dài dài. Chính mình sai. Mình sai ở cái chỗ đó là mình chờ đợi người ta làm như mình mong ước. Thưa quý vị, không có ai làm theo điều mong ước của mình hết. Ngay cả mình làm theo điều mong ước của mình còn không nổi nữa. Mình muốn ngày nào cũng hành thiền mà nó có thiền đâu. Nó toàn là thiền nghiêng với thiền ngã không à. Thì huống chi mình chờ đợi mình mong mỏi người khác. Vậy là cái tốt nhất là nên mong mỏi mình, nên chờ đợi mình làm điều tốt. Thế thôi thì mình mới dục giả mình được, chứ còn người khác là không. Không thân chờ đợi gì hết. Làm cái gì cũng đừng có chờ, đừng có đợi. Không chờ, không đợi được, không mong mỏi được. Dĩ nhiên khi mình gieo xuống hạt giống thì mình muốn cho nó lên. Nhưng mà nói lên thì tốt, không lên cũng vậy thôi. Chả có sao cả. Cái điều quan trọng là tôi đã gieo xuống hạt giống tốt. Còn nó lên hay không lên còn tùy thuộc vào thời tiết, nắng mưa, tùy thuộc đủ thứ hết đó. Đem cái đồng tiền này muốn điều tốt với người ta, nhưng mà tới cái vùng đất này, nó tới đây, nó cái hạt giống nó tới đây, kiến nó ăn hết rồi, còn đâu nữa mình lên được. Vậy mình ngồi đó khóc à? Cho nên sư cô vẫn thường nói nè, cái người nông dân rất hay. Người ta trồng lúa, bây giờ ngập mặn nó tới nó chết rồi. Không lẽ nằm răng ra ruộng đó mà khóc, mà ôm mấy cái cọng rơm đó mà khóc đâu. Mà có ta ra ta nhìn ta thấy nó ngập mặn chết hết rồi, ta hỏi đất này ngập mặn còn mấy mùa nữa, nước nó sẽ đưa tới ngập mặn bao nhiêu, vậy dùng đất ngập mặn này xử lý như thế nào và trồng được cái cây gì để cho trong 3 tháng nữa mình có ăn đây. Thấy không? Một cái vườn cây ăn trái người ta bị sâu rầy hết rồi, bây giờ đâu có ra ôm cái cây đó mà khóc. Hoặc là bão tới nó phạt ngang hết rồi, đâu có đau ôm cái cây đó mà khóc. Mà người nông dân nghĩ gì? Làm cái gì thay thế để trong những tháng tới mình có để mà sống đây. Còn chúng ta thì ôm cái phiền não của mình qua để mà chết chìm với cái phiền não đó, mà không có mở ra một cái con đường tươi sáng cho mình. Tại sao chúng ta học nhiều quá vậy, suy nghĩ nhiều quá vậy mà chúng ta thiếu sáng suốt hơn người nông dân? Làm sao không có sự bất hạnh được chứ? Khi mà chúng ta sai, từ cái luân hồi chúng ta sai nhiều lắm mà, làm sao chúng ta không có bất hạnh? Cái điều bất hạnh nhất là khi chúng ta gặp bất hạnh, chúng ta lại khóc tha, chúng ta lại bị nó nhấn chìm xuống. Dòng nước có đen tới đâu chúng ta phải bơi và phải ngóc tới đâu vậy. Đạo Phật dạy chúng ta tích cực, tích cực gieo trồng cái sự tốt đẹp lại. Cho nên cái sám hối là tôi nghĩ rằng chỗ này tôi làm sai quá mức rồi, sai lắm rồi, thấy biết sai lắm rồi, từ đây trở đi không có làm sai nữa. Chớ còn bây giờ tôi đã sai rồi mà bây giờ tôi khóc nữa, tôi than nữa, tự tử mà chết đây,
thì nó đen không biết bao nhiêu mà kể. Đạo Phật không bao giờ dạy chúng ta như vậy. Sai một lần không sai nữa. Quyết định làm tốt, chúng ta mở ra một cái đời sống khác. Bởi sư cô luôn luôn nói và cứ tìm mọi cách để mở cái điều này ra. Phước báo lớn nhất trong đời chúng ta là chúng ta thấy lỗi lầm của mình, thấy sự sai trái của mình. Và ngày hôm nay khi học đến cảm thọ, chúng ta phải nói thêm một câu nữa. Phước báo của chúng ta là chúng ta sẽ thấy những cái cảm thọ này nó thuộc về bất thiện hay thuộc về thiện. Và khi nó khởi lên á, khi mà chúng ta không có năng lực thiền đó thì chúng ta không phân biệt nó nổi. Nhưng mà trong cái đời thường đó, chúng ta có thể phân biệt nó được. Như nãy sư cô nói rồi, giả dụ như nó mất đi, giả dụ như nó lệch cái ý muốn mình có buồn không? Mình có khổ không? Nếu có sai đó, nếu có là không đúng đó, xem xét lại. Người Việt Nam mình nuôi con, sanh con ra rất là mực, và nói rằng tích cóc phòng cơ dưỡng nhi đãi lão, chứa lúa trong nhà nó phòng khi đói lạnh, nuôi con phòng khi già yếu bệnh tật không có ai nương nhờ rồi đó. Ủa, như vậy mình nuôi con mình có tính toán dữ ha, phải có lợi chứ, không có lợi đâu được. Cho nên là khi có thai thấy nó tật quyền là sẵn sàng phá thai liền, đâu có để. Như vậy trong cái tình thương của mình đối với con mình có nghĩ tới cái lợi lộc của mình nhiều lắm chứ. Cho nên mới nói rằng con của mình sao, con mình là sự sống của mình, con của mình là nối dài cái cuộc đời của mình, và vì vậy nó phải làm theo ý mình, mình mới vui, mình mới hài lòng. Làm khác đi mình không chịu. Biết bao nhiêu cái oan trái trong cái mối quan hệ giữa con cái và cha mẹ, chúng ta nên tách ra. Không ai thuộc về mình, không ai là của mình. Người ta tự nguyện, người ta nói như thế thôi. Và mình cũng chỉ vì cái thương yêu mình cảm nhận như vậy thôi. Nhưng thật sự hai người vẫn đứng kề, ba đứa con thì cũng đứng kề, có ôm đi nữa, có sát chặt năm người lại, nó vẫn có mấy cái khe hở, nó vẫn có cái khoảng hư không ở chính giữa, nó gọi là sắc giao giới, để nó tách đâu ra đó hết. Tại mình quên cái sắc giao giới, mình quên những cái khoảng hở đó, cho nên mình ngỡ là một khối, nhưng thật ra đó nó vẫn là năm cái thành phần đơn lẻ. Và mỗi một cái thành phần đó nó hoạt động đó là cái động cơ của nó, cái nghiệp riêng của nó, không chờ không đợi. Và tất cả chúng ta đây sống do những cái cảm xúc của mình, tất cả đều vậy. Và trong cái hỷ mà chúng ta nói, nó có hỷ thiện và hỷ bất thiện. Như nãy sư cô có nói rồi, đây là cái hỷ thiện đây. Ở đây là tất cả từ phần trên là thiện. Nhưng mà cái bản chất của cái hỷ của cái dục giới nó khác này, bởi vì nó thọ dục. Ở đây là cái phần mà của thiền định đây nè, vô sắc giới đây nè, thì nó ly dục. Cái này là nói dục dục, nãy có nói rồi, nói nhiều lần rồi. Thế bây giờ đó là chúng ta sẽ thấy rằng trong cái phần sở hữu hỷ này, nó có cái phần nó gọi là tùy hỷ mudita. Tùy hỷ thì chúng ta cũng có học rồi, trong từ bi hỷ xả đó. Thì cái tùy hỷ này đó, nó sẽ tiêu diệt được cái tánh mà đố kỵ của mình. Thật ra tất cả chúng ta đều có cái đố kỵ hết, chỉ khi nào mà chúng ta khởi lên được cái tùy hỷ thì chúng ta thoát ra khỏi đố kỵ. Mà không khởi được tùy hỷ thì cái đố kỵ nó phát sanh lên. Thì cái tùy hỷ này đó, nó thấy người ta đẹp hơn mình, thấy người ta giỏi hơn mình, thấy người ta thành công hơn mình, thấy người ta hạnh phúc hơn mình, thì mình có hòa trong cái niềm vui đó không?
Nếu chúng ta hòa được thì chúng ta thoát khỏi cái lòng đố kỵ chúng ta. Mà nếu chúng ta không hòa được, không có nương theo cái đó để mà phát sanh cái niềm vui của mình, thì chúng ta bị cái pháp ganh tị nó khởi sanh lên. Cái này sư cô cũng có giảng nhiều lần rồi. Thì ra cái tùy hỷ là một cái phước báo. Người ta làm gì thành công, chúc mừng cho người ta. Và tìm cách để học hỏi làm thế nào để mình cũng làm được thành công. Gia đình người ta hạnh phúc, an vui, chúc mừng cho người ta. Giống như bây giờ mình trồng một cái vườn cây như thế này, mà 10 cây mà hết 9 cây là nó sâu rầy rồi, có một cây không sâu rầy thì nên mừng cho cái cây không sâu rầy. Chứ đừng nói tại sao nó ngon vậy ha. Ai cũng sâu rầy, có mình nó không sâu rầy, thì cho sâu rầy qua cho nó biết. Cái ác tâm đó là cái điều nó làm cho quế nhiễm trong tâm của mình. Cho nên mình tùy hỷ được với cái niềm vui của người ta, với sự thành công của người ta, là cái đó có trí tuệ mới có được. Mình hiểu sao? Đây là phước báo. Và người ta đã làm gì, người ta để ta có cái phước báo đó, thì mình học từ đó để mình gieo trồng những cái phước của mình, những cái hạt giống của mình, để mình cũng được phước báo. Còn nếu như mình không có cái trí tuệ thì bao giờ mình cũng có cái sự so sánh. Tại sao ta được vậy, mình cũng được vậy. Và cái đồng đố kỵ nó có nhiều mặt, không phải có một mặt. Một mặt của nó là nó đánh ra, tức là không ưa, ghét. Có khi làm cái gì đó cho bỏ ghét. Nhưng mà có người ta không làm, người ta không có ghét cái người đó, người ta cũng không có làm gì hại cái người đó. Người ta tủi thân tủi phận. Sao người ta cái gì cũng phơi phới, ta thông minh quá, người ta đẹp quá, người ta giàu quá, ta có gia đình hạnh phúc quá. Còn nghĩ lại sao mình không có cái gì xấu nhất mà mình không có. Không đẹp nè, không giàu, không giỏi nè, không có hạnh phúc trong tay nè, đau khổ. Hai cái đó đều sai, không mang tính chất tích cực, và không có đưa chúng ta đến một cái sự tiến hóa. Bây giờ cái thứ ba này, somatha, nó nằm đây, nó nằm ở những cái vùng mà tô đậm đây, đây giải tô đậm. Như vậy chúng ta nhìn thấy nó ở đâu? Nhìn thấy trong cái thiền sắc giới, nhìn thấy trong cái siêu thế. Khi một cái hành giả mà coi như trong cái năng lượng tu tập của mình đó, mà ly dục được, cho nên nó không có là dùng cái dục lạc của thế gian để mà nó thọ hưởng cái hỷ lạc, thì nó ly dục được. Thì cái người hành giả này khi đạt được một cái trạng thái thiền, thiền hỷ, thì nơi cái thân tâm người này đó nó có sự an lạc, cái sức khỏe mình tốt hơn, và cái trong tâm người ta nhẹ nhàng thư thái hơn. Và hai cái trạng thái này nó phối hợp nhau lại. Cho nên có một cái câu trong một cái bài thơ mà nói về thiền đó, mình có nói là trong núi nhà sư vui đến sáng. Tại vì cái người này hành thiền mà khi người ta đạt được một cái mức quân bình về thân tâm, cái sự an lạc của nó xảy ra, thì cái đó là cái hỷ lạc nơi người này phát sanh, làm cho thân thể của người này đó khỏe mạnh ra, tăng lên một cái sức sống. Đồng thời cái đời sống nội tâm người ta rất là vui vẻ và rất là nhẹ nhàng. Và cái này chỉ khi nào mà chúng ta hành thiền đạt được thì mới biết được cái sự hỷ lạc này. Và hỷ lạc này cũng có, nó cũng nằm trong cái pháp thiền này mà nó đưa xuống đây. Khi một cái vị mà đắc quả la hán có hai loại. Một cái loại đi từ cái pháp thiền định, và sau đó là quán vô thường khổ vô ngã, một trong ba cái đề tài đó mà có thể đạt đến và đạo quả là một con đường. Thứ hai là người đi bằng trí tuệ, không đi bằng pháp thiền. Thì những ai đi bằng pháp thiền thì nó đều có cái phần hỷ lạc ở đây. Thì cái người hành giả khi mà bước vào một cái trạng thái tâm mà đặt sơ đạo, sơ quả, thì luôn luôn có cái phần hỷ lạc này. Thì vượt qua cái phần hỷ lạc này đó thì đến cái phần đó
là nó đắc được sơ đạo và sơ quả ở đây. Thì chúng ta thấy đây là cái màu xanh. Như vậy trong phần hỷ này chúng ta có ba. Thứ nhất là sở hữu hỷ là phi tiết. Cái thứ hai tùy hỷ mudita. Và cái thứ ba là hỷ lạc somanassa. Đó là ba cái trạng thái hỷ. Rồi tất cả chúng ta tạm nghỉ ở đây. Lần sau tiếp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin hồi hướng phước của pháp thí ngày hôm nay, phước của hội chúng thính pháp, phước của Phật tử và bá tánh trong và ngoài nước đã hùng phước với nhiều hình thức khác nhau để xây dựng tịnh xá pháp huệ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến chúng sinh trong 31 cõi, đến chư thiên ngự tại chùa Giác Lâm này, đến tất cả chư âm, chư binh, chư dông, chư linh ở trong chùa Giác Lâm này cũng như ngoài chùa Giác Lâm. Cầu cho tất cả chư vị hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến cửu quyền thất tổ được thờ trong chùa Giác Lâm, đến tất cả cửu quyền thất tổ của toàn thể hội chúng, đến tất cả các bậc ân nhân đã quá cố của hội chúng, đến tất cả những người mà vì vô minh trên đường luân hồi, hội chúng và gia quyến của hội chúng đã làm thương tổn. Xin hồi hướng và cầu nguyện cho tất cả chư vị đó hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến cho hội chúng và toàn thể gia quyến của hội chúng luôn được sức khỏe, được bình an, được tiến hóa, được có đầy đủ phước báo vật chất và phước báo trí tuệ trổ sanh. Tất cả những ước muốn thiện lành của hội chúng và gia quyến của hội chúng đều được thành tựu như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.